Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 981, cậu bị loại. Vừa nói dứt lời thì một người mặt xám ngoét đi ra khỏi cổng. Đi được vài bước, người đó đột nhiên ngồi bệt ra đất, khóc nức nở. Sau đó vừa khóc vừa mắng, trời đánh thánh vật, mất 1.000 đồng tiền bùa mà vẫn trượt, các người đúng là ăn cướp. Anh ta vừa khóc thì bên cạnh đã có hai kẻ mặc quần áo màu đỏ đen lao tới lôi anh ta ra xa, sau đó đánh cho một trận nên thân. Lão Khanh cảm thấy rất mất mặt, nói cậu Ngô, đó có lẽ là trường hợp ngoài ý muốn thôi. Ngô Bình cau mày hỏi, người của doanh trại Tuần Thành ngang ngược như vậy sao? Nhận tiền mà không giúp người ta. Lão Khanh, tiền này chắc chắn sẽ được hoàn lại một bộ phận. Xảy ra việc thế này, chắc chắn là do có kẻ trả giá cao hơn. Ngô Bình, loạn quá, chẳng lẽ không có một tiêu chuẩn gì để tuyển chọn hay sao? Lão Khanh cười đáp, tiêu chuẩn tuyển chọn. Không thể nào, bài kiểm tra quá khó, đã hơn 300 năm nay không một ai vượt qua được. Lâu dần bọn họ bỏ luôn bài thi, chuyển thành phỏng vấn và những bài kiểm tra đơn giản. Ngô Bình, có thể khó đến mức nào chứ? Lão Khanh, thực ra bài thi đó mấy trăm năm trước vẫn có thể tuyển được người. Nhưng không biết tại sao pháp khí dùng để thi đó có vấn đề, dẫn tới số lượng người thi đạt cực thấp. Dần dần người ta cũng không dùng nó nữa. Hai người đang nói chuyện thì phía trước đã gọi, Lý Bình. Ngô Bình vội vã đi vào. Anh đi vào trong sân, một người đàn ông cao gầy đang ngồi ở đó. Ông ta nhìn xuống cuốn sổ của mình rồi lại nhìn Ngô Bình, sau đó lạnh lùng hỏi, họ tên. Ngô Bình đáp, bẩm đại nhân, tôi tên là Lý Bình. Người đàn ông, tu vi. Ngô Bình, cảnh giới hai nhân tiên. Lão Khanh đã nói doanh trại Tuần Thành yêu cầu tu vi không cao, cỡ nhân tiên là được. Người đàn ông, đến từ đâu? Ngô Bình, địa tiên giới, kiếm phái Thục Sơn. Người đàn ông ừm một tiếng rồi phán, điều kiện của cậu không tệ, đi sang bên trái tham gia bài thi đi. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn đại nhân. Ngô Bình đi vào căn phòng bên trái. Vừa vào trong là anh nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bên trong. Ngô Bình vừa vào, người này đã nhìn chằm chằm vào tay anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh hiểu ý người này đang chờ anh đưa tiền. Có điều, anh không muốn đưa. Một bài kiểm tra nhỏ nhặt như vậy, Ngô Bình tin mình thừa sức thông qua. Thấy Ngô Bình giả ngu, người đàn ông sầm mặt lại, nói có 3 vòng. Vòng đầu kiểm tra sức mạnh của niệm lực. Nói rồi, người này chỉ vào một quả cầu sắt đằng trước, nói, dùng niệm lực nhấc nó lên. Ngô Bình liếc nhìn quả cầu sắt, lập tức phát hiện ở dưới quả cầu có một sợi dây nhỏ. Sợi dây này nối xuống dưới đất, dưới đó có một người dùng sức kéo. Ngô Bình lập tức hiểu ra, người dưới đất kia có thể kéo chặt hoặc thả tay khỏi sợi dây để người tham gia trượt hoặc đỗ vòng này. Ngô Bình dậm chân một cái, một lực ập tới cắt đứt sợi dây. Sau đó, quả cầu sắt lập tức bay lên. Người đàn ông đang ngồi kinh ngạc, rõ ràng ông ta đã ra tín hiệu cho người ở bên dưới kéo quả cầu, tại sao Ngô Bình lại làm được kia chứ? Người đàn ông kia mặt lạnh như tiền, nói, vòng 2 kiểm tra nhãn lực. Doanh trại Tuần Thành yêu cầu cực cao về nhãn lực, bọn họ thường xuyên phải tìm những kẻ nhập cư trái phép, phán đoán thân phận của đối tượng. Cho nên, muốn vào đây phải có một cặp hỏa nhãn kim tinh mới được. Ngô Bình bị bắt đứng vào trong một vòng tròn, trước mặt anh là một tấm màn trắng, bên trên nhanh chóng vụt qua những quang ảnh. Ngô Bình phải nhớ được những quang ảnh này và trả lời chính xác các câu hỏi sau đó. Người đàn ông ra ám hiệu, người chiếu quang ảnh lập tức đẩy nhanh tốc độ chiếu lên 100 lần. Người đàn ông nhìn lên tấm màn trắng, thấy những quang ảnh hỗn loạn và mơ hồ. Ông ta nhìn không rõ, bụng nghĩ dù có tiên quân ở đây thì cũng không nhìn nổi, không phân biệt được quang ảnh đó là gì. Người đàn ông nhếch môi cười lạnh, ông ta nghĩ thầm thanh niên này vẫn không chịu cho ông ta chút lợi lộc thì chỉ còn nước xách dép đi về. Sau khoảng 10 giây, quang ảnh biến mất, người đàn ông kia hỏi, được rồi, giờ cậu hãy trả lời câu hỏi sau, hình ảnh số 1310 là hình gì? Người đàn ông lạnh lùng hỏi, trong mắt ông ta là vẻ vui mừng khi thấy người khác gặp nạn. Ngô Bình thản nhiên đáp, hai con bò, một con bò được đang gặm cỏ, trên thảm cỏ có một con bướm. Con bướm này mất một chân, trong lùm cỏ có một con bọ ngựa, nó đang chuẩn bị vồ lấy con bướm. Con bò đực kia đã nhìn thấy tất cả, vẻ mặt nó âm hiểm như sắp được xem một màn kịch hay. Quyển sổ trong tay người đàn ông bịch một cái rơi xuống đất, mắt chữ O miệng chữ A. Mấy giây sau, ông ta mới kêu lên, không thể nào. Ngô Bình thản nhiên nói, tăng tốc độ chiếu quang ảnh lên 100 lần.
Bài kiểm tra này quả thực rất khó nhưng không làm khó được tôi. Người đàn ông kia kinh ngạc, nhặt cuốn sổ lên, nhìn Ngô Bình một lúc lâu rồi nói, rất tốt. Ải tiếp theo sẽ kiểm tra võ lực, cậu đi qua cánh cửa này, sẽ có con rối võ học tấn công cậu. Nếu đánh thắng nó, tôi sẽ cho cậu đỗ. Ngô Bình đi thẳng vào trong, ánh mắt người đàn ông thoáng hiện một tia hung ác. Nhãn lực của Lý Bình này thật siêu phàm, nếu để anh vào doanh trại tuần thành biết đâu anh sẽ leo được lên cao. Hơn nữa hai người đã có thù, ông ta đương nhiên không tin Ngô Bình sẽ giữ mình lại. Ông ta ra ám hiệu, có người thả ra con rối mạnh nhất, con rối A số 10. Con rối ở đây phân làm 4 cấp A, B, C, D. Trong đó cấp A là mạnh nhất, cấp D là yếu nhất. Mà trong số những con rối cấp A, lực chiến 10 trên 10 chính là con rối A số 10 có lực chiến khủng nhất. Ngô Bình vừa bước vào đã có một luồng gió từ bên trái thổi tới tấn công mình nên anh lập tức ra chiêu phản công. Chỉ thấy hai cái bóng mờ mờ lúc ẩn lúc hiện trong phòng, thi thoảng lại phát ra những âm thanh như tiếng sấm. Một chiêu, hai chiêu, 10 chiêu. Thấy một lúc sau Ngô Bình vẫn chưa ra, người đàn ông kia sững sờ. Lực chiến của con rối đó đủ để khiến tiên quân phải đau đầu, sao Lý Bình này vẫn chưa bị đánh chết. Lại thêm vài giây nữa thì một tiếng nổ đoàng vang lên, sau đó không gian yên ắng trở lại. Sau đó, Ngô Bình kéo con rối đi ra ngoài. Con rối đã bị đánh cho biến dạng, toàn bộ cấm thuật và pháp trận bên trong con rối đều bị hỏng hết, không thể sử dụng được nữa. Anh nhìn người đàn ông, hỏi tôi đã đỗ chưa? Người đàn ông kia không khỏi khiếp sợ. Ông ta vội vã nói, đỗ rồi, đương nhiên là đỗ rồi. Người đàn ông vội vã viết lời nhận xét vào trong sổ, sau đó hai tay đưa cuốn sổ đó cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy quyển sổ, nhìn một lượt rồi hỏi, tiếp theo, tôi sẽ được tuyển chứ? Người đàn ông, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì cậu sẽ được tuyển vào doanh trại tuần thành. Ngô Bình gật đầu, cầm lấy sổ quay lại cái sân đằng trước. Người phụ trách mở sổ của anh ra xem rồi cười nói, được lắm, cậu giành được điểm tuyệt đối ở cả ba vòng. Giờ cậu ra sân sau báo cáo đi. Nói rồi, ông ta đưa cho Ngô Bình một tờ giấy. Ngô Bình nói cảm ơn rồi đi ra sân sau. Sân sau rất yên tĩnh, có một tên béo đang ngồi ở đó. Tay hắn xách bình trà, đang thưởng trà một mình. Thấy Ngô Bình đi vào, tên béo nhìn tờ giấy của anh rồi nói, 1.000 đồng tiền bùa. Ngô Bình sững lại, 1.000 tiền bùa cái gì? Tên béo cau mày, lại là một tên ngu ngốc. Ngô Bình đường đường là võ quân, đâu thể nhịn nhục. Anh lạnh lùng hỏi lại, anh đang nói tôi sao? Tên béo cười lạnh, cút ra ngoài, cậu bị loại rồi. Chương 982, bài kiểm tra cấp thiên tài. Ngô Bình nhướn mày đáp, tôi đã thông qua bài thi đàng hoàng, giờ chỉ tới báo cáo lại. Anh chỉ phụ trách việc ghi tên người mới tới báo cáo chứ không có tư cách quyết định tôi đỗ hay trượt. Tên béo tức điên lên, hắn cười ha ha đáp, tôi không có tư cách. Tôi bảo cậu bị loại thì cậu bị loại, cút ngay. Ngô Bình cười lạnh, lão Khanh đã đút tiền, anh thi được điểm tuyệt đối, vậy mà giờ tên béo này lại đòi bòn tiền anh tiếp. Anh bật cười lạnh, đáp, việc tôi gia nhập doanh trại tuần thành không đến lượt anh đồng ý. Nói rồi, anh quay lại sân trước, ở đó có một cái trống. Lão Khanh nói cái trống này là do tướng quân của doanh trại tuần thành đặt ở đó. Nếu như có ai cảm thấy quá trình thi tuyển không công bằng thì có thể ra gõ trống. Tiếng trống vang lên, tướng quân và phó tướng sẽ lập tức xuất hiện, đích thân kiểm tra và chiêu mộ. Ngô Bình cầm lấy dùi trống, sau đó gõ mạnh, những tiếng tùng 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 vang lên. Tiếng trống vang lên khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, tên béo ban nãy cũng chạy tới. Thấy Ngô Bình gõ trống, hắn tức đến run người. Chỉ vào anh mà nói giọng run run, cậu to gan lắm. Người đàn ông ở sân trước cũng xa sầm mặt, lạnh lùng nhìn tên béo, sau đó lại nhìn Ngô Bình chằm chằm rồi hỏi, có biết hậu quả của việc gõ cái trống này không? Ngô Bình thản nhiên đáp, hậu quả gì được cơ chứ, cùng lắm là thi lại thôi. Người đàn ông cười lạnh đáp, không sai, sẽ phải thi lại. Có điều, lần này cậu sẽ phải vào phòng võ để thi. Từ 100 năm trước, người vào đó không một ai sống sót trở ra. Ngô Bình, vậy thì đám người đó yếu quá. Người đàn ông, được lắm, nếu cậu đã muốn chết thì chúng tôi cũng không cản. Đúng lúc này, một người đàn ông da đen và một đoàn tùy tùng bước vào. Ông ta trầm giọng hỏi, là ai gõ trống? Ngô Bình thản nhiên đáp, là tôi. Người đàn ông da đen trợn mắt nhìn anh, hỏi chán sống rồi sao? Có biết một khi gõ trống là mạng cậu sẽ không thuộc về cậu nữa không? Ngô Bình, cái đó thì chưa chắc.
Người đàn ông da đen bật cười đáp, cậu làm phiền bổn tướng nghỉ ngơi, quả thực là đáng chết. Ngô Bình, vị đại nhân đây chắc chính là tướng quân Tuần Thành. Xin hỏi, nếu qua được bài thi ở phòng võ thì tôi sẽ có đủ tư cách để gia nhập doanh trại Tuần Thành phải không? Người đàn ông da đen chính là tướng quân Tuần Thành. Ông ta lạnh lùng đáp, cậu không qua được đâu. Ngô Bình, giả dụ qua được thì sao? Tướng quân Tuần Thành, nếu cậu qua được thì bất kỳ kẻ nào ngăn cản cậu gia nhập doanh trại Tuần Thành sẽ bị tôi trừng trị theo pháp luật. Ngô Bình, được. Tướng quân Tuần Thành phất tay một cái, người hầu đằng sau kéo tấm vải đen ở phía không xa xuống. Đằng sau tấm vải đen là một cánh cửa hình phiến quạt. Cánh cửa này thông tới một tòa nhà cao to, đó chính là phòng võ. Lão Khanh lúc này đã thấy Ngô Bình chuẩn bị đi vào phòng võ thì thất kinh, gọi với theo cậu chủ cẩn thận. Ngô Bình điềm nhiên đáp, không sao, tôi chính là muốn biết bài kiểm tra này khó đến đâu. Nói rồi, anh rảo bước nhanh vào trong phòng võ. Sau khi qua cửa, anh đi vào một không gian dạng hình trụ tròn. Vừa vào đến nơi, từ những bức tường xung quanh có ba thanh phi đao bay ra, tấn công các vị trí trọng yếu trên cơ thể anh. Tốc độ của phi đao cực nhanh, hơn nữa còn cực kỳ sắc bén. Ngô Bình dùng pháp thuật biến hai tay của mình thành đám mây rồi bắt lấy ba thanh phi đao. Anh hơi cau mày lại, cầm phi đao lên xem, chỗ ngón tay anh bị cào xước một lớp da. Tay Ngô Bình vốn có vẻ thiên bảo vệ, vậy mà không thể chống lại được phi đao này, chứng tỏ nó cực kỳ sắc bén. Ngô Bình thu lấy phi đao, tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi đi qua căn phòng hình trụ tròn, anh đi qua một hành lang tới một không gian 12 mặt. Anh vừa vào, tất cả các lối ra bị bịt kín lại, sau đó từ 12 bức tường bắt đầu bắn ra các tia sáng. Những tia sáng này rất kinh dị, có thể cắt đôi cả kim loại. 12 bức tường bắn ra tổng cộng 72 tia sáng. Thời gian và vị trí xuất hiện của chúng đều không giống nhau. Để sống sót được ở đây quả thực là cực khó. Có điều, tia sáng có nhanh đến đâu thì đôi mắt thấu thị của anh cũng có thể phân biệt được. Anh điều động toàn bộ năng lượng trong cơ thể, 10 linh khiếu chấn động, các thần khiếu tương hỗ với nhau, vào trạng thái đề phòng cao độ. Anh như biến thành một cái bóng, nhào lộn trong không gian chật hẹp. Việc đó tiếp diễn trong 3 phút mới kết thúc. Sau cùng, tia sáng biến mất, các lối ra mở lại. Ngô Bình lau mồ hôi, tiếp tục đi vào trong. Lần này là một không gian hình cầu. Anh đi vào xong, các lối ra cũng tự động đóng chặt. Sau đó, những làn sóng trong không gian với sức tấn công kinh hoàng xuất hiện. Nó không ngừng tấn công vào võ hồn của anh. Ngô Bình ngồi im bất động, dùng võ hồn để nghênh chiến. Ban đầu còn khá dễ dàng nhưng càng về sau lực tấn công càng lúc càng mạnh, đến anh cũng cảm thấy tốn sức. Nếu là người khác thì đã chết từ lâu rồi, cho dù là chân quân cũng chưa chắc đã trụ được một phút. Cũng may võ hồn của Ngô Bình đủ mạnh để chống đỡ. Sau khi cuộc tấn công kết thúc, các lối ra vào lại mở ra. Lúc này, một giọng nói vang lên, thiên hạ võ viện, bài kiểm tra cấp thiên tài kết thúc. Tổng điểm 300 phần 300, đạt, mời nhận phần thưởng lớn nhất. Một giây sau, dưới chân Ngô Bình mọc lên một cái cột, trên đó có 3 ô. Mỗi ô đều có một món đồ. Ở ô thứ nhất có một lọ đan dược, ô thứ hai có một tấm lệnh bài màu trắng khắc đầy bùa bên trên. Ô thứ ba là một chiếc quạt, nan quạt được làm từ xương của loài dã thú nào đó. Sau khi mở ra, trên quạt cũng vẽ bùa, vô cùng huyền diệu. Ngô Bình nhặt lấy 3 món đồ. Lẩm bẩm, phòng võ này có lẽ ban đầu không phải của doanh trại Tuần Thành mà là một tổ chức tên là Thiên Hạ Võ Viện, mà mục đích của nó là để kiểm tra các võ sinh của mình. Trước đây bài kiểm tra của nó khá dễ là do chưa mở ra cấp thiên tài này. Sau này không biết tại sao lại mở ra cấp thiên tài mới dẫn tới việc mấy trăm năm nay không có ai thi đạt. Ngô Bình cực kỳ thông minh nên chẳng mấy chốc đã hiểu ra vấn đề. Anh mỉm cười, đi ra khỏi phòng võ. Ở bên ngoài, tướng quân Tuần Thành và những người khác mặt đều sầm lại, chuyện ở đây hôm nay thật rắc rối. Doanh trại Tuần Thành này rất tham, người đời ai chẳng biết. Nhưng vấn đề là việc tham nhũng này không thể bị đưa ra ánh sáng, nếu không sẽ phiền to. Hôm nay Lý Bình này tới làm loạn, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió đằng sau. Nếu người của Vân Phủ biết được thì không chừng tướng quân Tuần Thành cũng bị mắng cho mất mặt. Tướng quân Tuần Thành lườm mấy kẻ chịu trách nhiệm chiêu mộ người mới một cái. Mấy kẻ đó vội vã cúi đầu xuống. Đặc biệt là tên béo lúc này đã toát mồ hôi lạnh. Hắn có dự cảm lần này sẽ bị phạt rất nặng. Đúng lúc này, có một người đi ra cửa, đám đông bên dưới phấn khích reo lên, ra rồi kìa, không chết. Ngô Bình ra ngoài mà toàn thân không một vết thương. Anh lạnh lùng nói, tôi đã thông qua bài khảo sát.
Tướng quân Tuần Thành dùng mình, nhìn Ngô Bình chân chối. Mấy phút sau, ông ta đột nhiên đổi thái độ tươi cười nói, Lý Bình, hoan nghênh cậu gia nhập doanh trại Tuần Thành. Từ giờ trở đi, cậu chính là phó tướng của tôi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Phó tướng. Mặt tên béo trắng bệch ra, há hốc miệng không thốt nên lời. Chương 983, anh tới cứu em. Ngô Bình đáp, tướng quân, tôi có chuyện muốn nói. Tướng Tuần Tuần Thành rất hài lòng. Ngô Bình không tính toán chuyện trước đó với ông ta ở chốn công cộng đã là nể mặt ông ta rồi. Nghĩ đến đại cục nên ông ta cười đáp, được, theo tôi tới phủ tướng quân. Cứ như vậy, Ngô Bình đi cùng tướng quân Tuần Thành về phủ tướng quân. Những người đứng xem ban nãy cũng giải tán, cuộc chiêu mộ tiếp tục. Trên đường đi, nụ cười trên mặt quân Tuần Thành tắt ngấm. Ông ta nói, nhãi danh cậu được lắm, mấy trăm năm không có người vượt qua bài thi đó, thế mà cậu qua được. Tôi phục cậu đấy. Ngô Bình, tướng quân quá khen, sau đó anh cũng không nhắc tới chuyện về Thiên Hạ Võ Viện với ông ta. Tướng quân Tuần Thành, hãy nể mặt tôi, việc trước đó bỏ qua đi. Ngô Bình, tướng quân, thực lực tôi đủ mạnh, tiền cũng đã đưa rồi nhưng tên béo đó cứ tìm cách làm khó thôi. Cục tức này tôi nuốt không trôi. Tướng quân Tuần Thành cười đáp, cậu đang nói quan bảo sao? Người đó quả thực hống hách nhưng lại là cậu trẻ của tôi. Thế này đi. Lát nữa tôi cho cậu đánh nó một trận nên thân để xả giận. Sau đó sẽ bắt quan bảo tạ tội với cậu. Cậu thấy sao? Ngô Bình cười đáp, nếu đã là cậu trẻ của tướng quân thì thôi bỏ đi. Tướng quân Tuần Thành vỗ vai Ngô Bình, anh em tốt, sau này chúng ta chính là người một nhà. Ngô Bình nhận ra doanh trại Tuần Thành chính là tài sản riêng của tướng quân này. Ông ta nói gì thì đó chính là chân lý chứ chẳng có quy tắc gì hết. Có điều Ngô Bình không quan tâm, anh tới để cứu Vân Tịch. Doanh trại này có thối nát đến đâu cũng không phải việc của anh. Đến phủ tướng quân, Ngô Bình được thấy một kiến trúc vô cùng xa hoa lộng lẫy, chỉ riêng vườn hoa đã có tận 7 cái. Người hầu lên tới hàng trăm, tỳ nữ 3.000, thê thiếp của tướng quân này cũng phải đến 100 người, mỗi người đều có biệt viện. Sau khi nói chuyện, Ngô Bình biết được tướng quân Tuần Thành tên là Tôn Hải Xuyên, là một cao thủ cảnh giới thần biến. Ngô Bình ngồi nói chuyện với ông ta một lát rồi nói, tướng quân. Tôi vừa mới tới đây nên muốn đi xung quanh, làm quen với môi trường mới. Tôn Hải Xuyên cười đáp, được, người đâu, đưa phó tướng đi thăm thú xung quanh đi. Một đội trưởng bước tới đưa Ngô Bình tới nhà kho lấy lệnh bài phó tướng, áo giáp, binh đao, rồi dẫn một tiểu đội theo Ngô Bình đi thăm thú toàn bộ Châu Vân. Lúc này đang là giữa trưa, khi đi qua một quán rượu, Ngô Bình cười nói, các anh em, đến giờ cơm rồi, hôm nay tôi mời. Mọi người rất vui mừng. Cùng Ngô Bình đi vào quán rượu ăn uống no say. Lúc uống rượu, Ngô Bình hỏi, các anh em, thế lực mạnh nhất Châu Vân đương nhiên là Vân Phủ. Tôi nghe nói có một thứ gọi là tiên thiên quái sát trận. Mọi người có biết không? Đội trưởng kia cười đáp, phó tướng quân, chuyện này ai chẳng biết. Đại trận đó đặt ở ngoại thành phía đông. Nghe nói đại trận này năm xưa từng giết một thiên tiên, uy lực của nó rất khủng khiếp. Một binh sĩ góp chuyện. Nghe nói đại tiểu thư của Vân Thị hiện đang bị nhốt ở đài phi hoàng của trận pháp này. Ngày kia thế tử nhà họ Tiêu sẽ tới đón tiểu thư về làm vợ. Nói đến chuyện này, mọi người đều thấy bất bình. Đội trưởng kia thở dài nói, cũng hết cách, do lão tổ gặp chuyện. Không có lão tổ làm chủ đại cục thì Châu Vân lúc nào cũng có nguy cơ bị các thế lực khác tấn công. Để bảo vệ sản nghiệp tổ tông để lại, Vân Thị chỉ đành ra hạ sách này. Binh sĩ kia lại hóng chuyện. Tôi còn nghe nói đại tiểu thư đã có bạn trai ở bên ngoài. Các cậu nói xem người đó có tới cứu cô ấy không nhỉ? Đại tiểu thư chẳng khác nào một thiên tiên, bạn trai cô ấy chắc cũng rất ra gì và này nọ đấy nhỉ? Đám đông cười rộ lên, có người nói, mạnh đến đâu thì cũng có cứu được Vân Thị, đánh bại được Tiêu Thị không? Binh sĩ ban nãy thở dài thườn thượt, đúng nhỉ, có mạnh thế mạnh nữa cũng e là không giúp nổi đại tiểu thư. Uống rượu xong, Ngô Bình nói, các anh em. Chúng ta đi ra ngoại thành phía đông xem đại trận đó rốt cuộc ghê gớm thế nào đi. Mọi người đương nhiên đồng ý rồi đưa Ngô Bình ra khỏi thành, đến ngoại ô phía đông. Ở đây có một dãy núi, khi sắp lên tới đỉnh một ngọn núi, đội trưởng chỉ lên đỉnh nói, phó tướng quân, đi lên nữa chính là tiên thiên quái sát trận. Ngô Bình liếc nhìn, cười đáp, hóa ra đây chính là sát trận. Các anh em, mọi người cứ về trước đi, tôi ở đây nghiên cứu nơi này một lát. Những người khác nghe vậy thì đều ra về, thấy xung quanh đã không còn người, Ngô Bình đi thẳng vào trong sát trận.
đến trước sát trận thì nghe thấy một giọng nói vọng lên, dừng bước. Ngô Bình nhìn quanh, đáp tôi là phó tướng quân doanh trại Tuần Thành, ban nãy đuổi bắt một tà ma, thấy nó chạy vào bên trong đại trận. Tà ma này vô cùng lợi hại, đã giết hại hàng trăm người. Vậy nên xin cho tôi vào trong để bắt nó, nếu không nó sẽ tiếp tục hại người. Cảnh tượng trước mặt đột nhiên siêu vẹo đi, một người đàn ông bước ra. Ông ta nhìn Ngô Bình một cái, chắp tay nói, hóa ra là phó tướng quân. Tướng quân nói tà ma chạy vào đây sao? Sao tôi không phát hiện ra nhỉ? Ngô Bình đáp, tà ma đó tu vi rất cao, ít nhất phải cấp tiên quân. Nó rất giỏi ẩn thân, sát trận này cũng không đe dọa được nó. Người đàn ông kinh ngạc, phó tướng quân, vậy sao tướng quân bắt được nó? Ngô Bình lập tức lấy ra lò luyện minh thần. Anh nói, tôi có báu vật này, có thể trấn áp mọi loại tà ma. Người đàn ông kia nhìn qua đã biết lò luyện minh thần này quả thực là báu vật trên đời nên lập tức nói, được, mời vào. Người đàn ông giơ tay lên không trung như đang ra sức kéo một thứ gì đó, Ngô Bình nhanh chóng lách qua để đi vào đại trận. Đi được mấy bước, quang cảnh trước mắt anh thay đổi, một tảng đá dưới chân anh biến thành một con đường nhỏ. Người đàn ông nói, phó tướng quân, đây là sát trận nên không thể tùy tiện đi lại khắp nơi. Sau đó người đàn ông lấy ra một cái la bàn đưa cho Ngô Bình, la bàn này sẽ cho tướng quân biết nơi nào an toàn. Ngô Bình nhìn chiếc la bàn, bên trên có một bản đồ thu nhỏ. Trên bản đồ có chỗ màu đỏ, có chỗ màu đen, có chỗ màu xanh. Ngô Bình hỏi người đàn ông, màu xanh là vùng an toàn sao? Người kia gật đầu, đúng vậy, màu đen là nơi đặt chân vào thì chỉ có chết, màu đỏ là vùng nguy hiểm còn màu trắng là khu vực nhà giam. Ngô Bình gật đầu, đa tạ. Người đàn ông, mong tướng quân nhanh chóng bắt được tà ma. Ngô Bình gật đầu, sau đó cầm la bàn đi tìm đường. Chỉ một lát sau, anh đã tới bên cạnh đài phi hoàng. Ở giữa đài phi hoàng là khu vực màu trắng, xung quanh là màu đen. Xem ra Vân Tịch đã bị sát trận nhốt lại rồi. Cũng may là qua chiếc la bàn, anh nhìn thấy những vạch màu xanh biến hóa khôn lường, mỗi giây chúng xuất hiện một khác. Lại thêm sự hiểu biết thâm sâu của Ngô Bình về trận pháp nên anh nhanh chóng nghĩ ra cách vào bên trong đài. Anh di chuyển rất nhanh như một tia chớp, lúc sang trái lúc sang phải, lúc tiến phía trước, lúc lùi phía sau. Sau hơn 10 giây, anh đã vào được khu vực màu trắng. Khu vực này khá nhỏ, bên trong xây một căn nhà nhỏ. Trước nhà trồng hoa, cửa nhà đang mở, Vân Tịch đang ngồi bên trong đánh đàn. Tiếng đàn ảo não thê lương, khiến người nghe cũng buồn theo. Đột nhiên, tiếng đàn dừng lại. Vân Tịch ngước đôi mắt đẹp như tranh nhìn ra ngoài. Cô nhìn thấy một người đàn ông khí chất bất phàm, nở nụ cười bước tới. Vân Tịch sững sờ, lẩm bẩm, Ngô Bình. Ngô Bình ngồi xuống trước mặt cô, nói, Vân Tịch, anh đến đưa em đi khỏi nơi này. Vân Tịch kinh ngạc hỏi, sao anh tới được đây? Chương 984, Lão Tổ của Châu Vân. Ngô Bình lấy ra chiếc la bàn, đáp anh có thứ này. Vân Tịch khẽ thở dài, chắc chắn là Mị Nương và Lão đã tới tìm anh. Ngô Bình, dù gì anh cũng là bạn trai em gặp khó khăn anh nhất định phải giúp. Vân Tịch đáp, mau đi đi, em không thể rời khỏi đây đâu. Ngô Bình sững lại, tại sao? Vân Tịch, Vân Phủ giờ đang gặp nguy nan, các thế lực rình rập như bầy sói dữ. Nếu như không liên hôn với Tiêu Thị thì tất cả bách tính Châu Vân đều gặp nguy. Ngô Bình nhìn cô hỏi, Vân Tịch, không phải trước đó em đã từ chối sao? Lẽ nào giờ lại chịu khuất phục? Vân Tịch mắt ngấn lệ đáp, những ngày này em đã nghĩ kỹ rồi. Ngô Bình, cho dù em có trốn đi cùng anh thì sau đó sẽ ra sao? Tiêu Vân hai nhà đều sẽ truy sát anh, em không thể hại anh. Ngô Bình đáp, thật chẳng giống tính cách của Vân Tôn chút nào. Em đang nói dối. Trong lòng em vẫn không muốn làm việc này, chỉ là sợ liên lụy anh đúng không? Vân Tịch cúi đầu đáp, dù thế nào đi nữa em cũng không thể đi khỏi đây. Ngô Bình nắm chặt tay cô, em quên rồi sao? Anh là thần y mà. Vân Tịch sững lại, đột nhiên nhớ ra gì đó, nói anh có thể giúp Vân Thị chữa bệnh cho lão tổ. Ngô Bình, anh chưa dám nói trước là sẽ chữa khỏi, nhưng chắc chắn sẽ không khiến mọi việc tệ hơn. Vân Tịch, anh và em cùng đi gặp lão tổ. Biết đâu anh có thể giúp được. Trong mắt Vân Tịch bắt đầu xuất hiện một tia sáng. Cô ấy gật đầu thật mạnh, đáp được, em đưa anh đi gặp lão tổ. Ngô Bình vẽ một lá bùa rồi vào Vân Tịch thổi vào đó một cái. Lá bùa cháy bùng lên, sau đó biến thành hình nhân của Vân Tịch ngồi trên mặt đất. Vân Tịch cười nói, trình độ vẽ bùa của anh lợi hại thật đấy. Ngô Bình, đi thôi, ra ngoài trước đã.
Anh đưa âm dương pháp bào cho Vân Tịch mặc để che giấu hành tung. Sau đó họ cùng ra khỏi sát trận. Người đàn ông ban nãy vẫn đứng ở lối vào chờ anh. Thấy anh quay lại nhanh như vậy thì vội hỏi, đã bắt được tà ma chưa? Ngô Bình cười đáp, may mắn là tôi đã bắt được và nhốt nó trong cái lò luyện này. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, tướng quân vất vả rồi. Sau khi Ngô Bình đi khỏi, người đàn ông có chút lo lắng nên tới đài phi hoàng xem xét. Cũng may, vẫn thấy Vân Tịch vẫn đang ngồi trong nhà. Người đàn ông mỉm cười rồi quay lưng rời khỏi đó. Còn Ngô Bình và Vân Tịch sau khi ra ngoài thì tìm một nơi để trú ẩn và bàn kế hoạch sắp tới trước. Vân Tịch nói cho anh biết lão tổ của Vân Thị tên là Vân Phi Dương, tu vi cực cao. Ông ấy đã tu luyện đến cảnh giới bán thiên tiên, tuy nhiên khi đột phá hẳn lên cảnh giới thiên tiên thì thất bại, bị thương nặng, suýt thì tan thành cho bụi. Thông tin Vân Phi Dương bị thương nặng nhanh chóng bị tuồn ra khiến mấy châu còn lại đều nhăm nhe xâm lược Châu Vân, cướp lấy địa bàn của Vân Thị. Châu Vân hiện đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngô Bình đáp, quan trọng nhất là cứu được lão tổ. Chỉ cần ông ấy ngồi dậy được thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Vân Tịch gật đầu, để cứu được lão tổ e rằng cực khó. Vân Thị đã thử tới vô số cách mà vẫn không được. Ngô Bình, có chữa được hay không, anh phải tới xem mới biết được. Vân Tịch gật đầu, em biết nơi lão tổ đang ở ẩn, chúng ta đi thôi. Vân Tịch đi trước dẫn đường, hai người họ bay một lúc thì dừng lại ở trên một ngọn núi. Họ vừa đáp xuống đất thì xung quanh đã có ba người vây lấy. Ngô Bình nhận ra ba người này đều là cao thủ tiên quân. Vân Tịch nói, ba vị hộ pháp, tôi tới gặp ông nội. Người bên cạnh tôi là thần y, có cách chữa cho ông nội. Ba hộ pháp mặt lạnh như băng, trong đó người đàn ông tóc trắng mặc áo bào trắng lạnh lùng nói, lão tổ có lệnh, bất cứ kẻ nào xông vào, giết không tha. Vân Tịch thở dài, đại hộ pháp, ông là người chứng kiến tôi lớn lên. Nếu không tin tôi thì ông hãy vào hỏi lão tổ một tiếng được không? Đại hộ pháp nhìn Vân Tịch chằm chằm, một lúc sau mới lạnh lùng đáp, chờ ở đây. Đại hộ pháp lùi về sau mấy bước rồi đột nhiên biến mất. Nửa phút sau, ông ta xuất hiện trở lại, nói, đi theo tôi. Ngô Bình và Vân Tịch đi theo người ngày, họ đi vài bước sang trái rồi đi vài bước sang phải là cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Họ đi thêm vài chục bước nữa là tới trước một động phủ. Cửa động đang mở, họ đi thẳng vào bên trong. Ở gian rộng nhất bên ngoài có một người đàn ông tóc tím đang nằm trên một chiếc giường pha lê. Cơ thể người này bị xé toạc, trông đã không còn ra hình người. Hiện giờ ông ấy vô cùng yếu, chỉ e không sống nổi 10 ngày nữa. Có điều, đôi mắt vẫn còn rất sáng, bình thản nhìn Ngô Bình. Vân Tịch nhìn thấy tình cảnh của lão tổ thì sống mũi cay xè, run rẩy gọi ông ơi. Người đàn ông tóc tím, Vân Nhi đừng đau lòng, sống chết tại thiên không thể cưỡng cầu. Vân Tịch, ông ơi, đây là Ngô Bình, y thuật của anh ấy rất cao minh, có thể sẽ có cách chữa cho ông. Lão tổ hỏi, anh bạn trẻ, cậu thấy tôi còn cứu được sao? Ngô Bình sớm đã quan sát lão tổ một lượt, anh hỏi, lão tổ đã trải qua thiên tiên lôi kiếp phải không? Bị sét đánh đến mức thảm thế này, suýt nữa thì pháp thân đã tan thành cho. Lão tổ đáp, sống được đến giờ này là đã khá lắm rồi, đó là thiên lôi cấp 7 đấy. Ngô Bình, vấn đề về cơ thể thường thì không nghiêm trọng, nhưng chữa trị cho pháp thân thì khá rắc rối. Ngô Bình lập tức lấy ra tiên đỉnh thuần nhất, nói, để tôi kê một phương thuốc, nhờ lão tổ sai người đi tìm những loại thuốc này, càng nhanh càng tốt. Lão tổ mắt thoáng hiện tia sáng, được. Ngô Bình viết ra phương thuốc rồi đưa cho đại hộ pháp lập tức đi tìm thuốc. Sau đó, Ngô Bình luyện chế một ít thuốc, dùng nước và bùn thuốc màu xanh đắp lên toàn thân lão tổ. Sau khi chát xong bùn thuốc, anh bắt đầu châm cứu. Mỗi châm cắm xuống đều mang theo một luồng năng lượng kỳ diệu đi vào kinh mạch của lão tổ. Vân Phi Dương kinh ngạc phát hiện kinh mạch của mình dần được chữa lành. Sinh cơ lúc trước bị thiên lôi phá hủy cũng dần hồi phục. Ngô Bình lại lấy ra một viên đan sinh mệnh rồi bảo lão tổ uống. Anh nói, lão tổ, cơ thể lão tổ bị tổn hại nghiêm trọng, trước hết hãy bồi bổ đã. Vân Phi Dương không khách sáo, nhận lấy viên đan rồi nuốt xuống. Uống xong một viên đan sinh mệnh, tốc độ hồi phục càng được đẩy nhanh, ánh mắt lão tổ càng lúc càng có thần. Lúc này, Ngô Bình lấy ra một hồ lô thuốc. Hồ lô thuốc này có thể chữa lành pháp thân, tên của loại hồ lô này là tụ pháp thần dược. Vẫn chưa hết, Ngô Bình liền lúc luyện ra ba loại thuốc. Cứ cách một lúc lại cho Vân Phi Dương uống một loại. Mà sau mỗi lần uống thuốc,
Vân Phi Dương lại khá hơn một chút. Không lâu sau, Đại Hộ Pháp đã mang những loại dược liệu anh cần về. Ngô Bình tiếp tục luyện ra loại thuốc thứ tư, thứ năm. Sau cùng, anh tìm một ít đất và bùn ẩm tẩm nước thuốc vào đó rồi vùi lên người Vân Phi Dương. Cứ một lát, anh lại rót nước thuốc lên trên, loại thuốc dùng mỗi lần đều khác nhau. Chẳng mấy chốc đã tới chiều ngày hôm sau, lão tổ mặc dù bị chôn dưới đất nhưng cảm thấy rất dễ chịu. Cơ thể da thịt của ông ấy đã hồi phục còn pháp thân cũng đã hồi phục ba phần. Anh bạn trẻ, đa tạ ơn cứu mạng của cậu, Vân Phi Dương nói lời cảm ơn chân thành. Ngô Bình, lão tổ, Vân Tịch là bạn gái tôi, nhưng Vân Thị muốn gả cô ấy cho nhà họ Tiêu. Vân Phi Dương cười đáp, cũng là do họ đã hết cách. Nhưng giờ khác rồi, Vân Nhi sẽ không bị ép gả cho nhà họ Tiêu nữa. Vân Tịch, Ngô Bình, bao lâu nữa ông nội em có thể hồi phục? Ngô Bình, ít nhất là 7 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên. Vân Phi Dương cười đáp, 7 ngày đã là quá nhanh rồi. Ngô Bình, nhưng ngày mai Tiêu Thị sẽ tới đón Vân Tịch. Vân Phi Dương nghĩ ngợi gì đó, nét mặt bỗng trở nên khó coi. Vân Tịch vốn thông minh nên hiểu ngay, Ngô Bình, ý anh là nhà họ Tiêu không đón được em thì sẽ ra tay với Vân Thị. Ngô Bình, thậm chí họ có thể đoán được lý do tại sao Vân Thị đột nhiên lại dám làm vậy. Họ sẽ nghĩ đến khả năng lão tổ đang hồi phục, nếu anh là người nhà họ Tiêu, anh sẽ cử cao thủ đến ám sát lão tổ. Nếu Châu Vân không có lão tổ thì đó chính là Giang Sơn mà họ Tiêu muốn. Vân Phi Dương trầm ngâm một lát rồi nói, anh bạn trẻ, tôi có một cách kéo dài thời gian, nhưng chưa có người giúp tôi thực hiện việc này. Ngô Bình chớp mắt, hỏi, lão tổ thử nói xem. Vân Phi Dương, cho một người đóng giả làm Liễu Thiên Lang cậu chủ của Thanh Đồng Thế Gia ở tiên giới. Người này từng tới Thái Thanh Tiên Cảnh vài lần, cũng có rất nhiều người biết cậu ta. Nếu có cậu ta ở đây thì nhà họ Tiêu sẽ tạm thời chưa dám làm loạn. Ngô Bình chớp chớp mắt, lão tổ muốn tìm người đóng giả Liễu Thiên Lang rồi tới nhà họ Tiêu cướp dâu. Vân Phi Dương gật đầu, không sai, chính là cướp dâu. Chương 985, năng lượng vương phẩm trong tháp Vạn Duy. Ngô Bình, Liễu Thiên Lang này có gì đặc biệt vậy? Vân Phi Dương đáp, Liễu Thiên Lang này là người nhà Thanh Đồng của tiên giới. Cậu ta tư chất rất tốt, mặc dù hiện giờ chỉ là nhân tiên nhưng đi bước nào chắc bước đó, giờ đã là võ quân. Cậu ta chiến tích lẫy lừng, từng giết được cả chân quân. Ngoài ra, sư tôn của cậu ta là một võ thiên tiên, mạnh kinh hoàng. Nghe tới đây Ngô Bình đã hiểu vì sao Vân Phi Dương bảo anh đóng giả Liễu Thiên Lang này. Anh nói, lão tổ. Tu vi thì không vấn đề gì nhưng cậu ta miệng ngang mũi dọc ra sao tôi chưa từng được thấy. Vân Phi Dương cười đáp, anh bạn trẻ, thế là cậu đồng ý giúp Vân Thị rồi phải không? Ngô Bình, Vân Tịch là bạn gái tôi nên giúp là việc đương nhiên. Vân Phi Dương mừng rỡ đáp, được. Lão tổ phất tay một cái, trước mắt Ngô Bình lập tức hiện ra hình ảnh một người thanh niên. Người này trạc tuổi Ngô Bình, thậm chí là còn trẻ hơn một chút. Người này gương mặt đẹp như ngọc tạc. Mắt trái có hai con ngươi. Cậu ta mặc một chiếc áo choàng màu vàng và xanh lam, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội tử long. Giữa hai lông mày nồng đậm sát khí khiến người khác sợ hãi khi nhìn vào. Ngô Bình ngắm nghía một lúc rồi nói, quần áo và ngọc bội này phải làm riêng. Còn những thứ khác tôi đều hơn cậu ta. Không phải là Ngô Bình tự kiêu nhưng nếu luận về năng lực thì anh không thua bất cứ ai có cùng tu vi, kể cả đối phương có là thiên tài của tiên giới đi nữa. Vân Phi Dương cười đáp, được, tôi sẽ sai người làm ngay. Vân Tịch, giờ lão tổ sẽ làm chủ cho con, đợi ta hồi phục tu vi rồi sẽ ghép đôi cho con và Ngô Bình. Vân Tịch sững lại, mặt đỏ bừng lên, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Vân Phi Dương cười ha ha nói, không nói gì là lão tổ xem như con đồng ý rồi nhé. Vân Phi Dương lại quay sang nói với Ngô Bình, Ngô Bình, Liễu Thiên Lang đó thành thạo mấy loại tuyệt kỹ võ công, cậu cũng cần luyện tập một chút. Ngô Bình, lão tổ yên tâm, tuyệt học võ đạo tôi cũng có. Vân Phi Dương càng nhìn Ngô Bình càng thấy thuận mắt, cười nói, đứa trẻ này đúng là kỳ tài trong số các kỳ tài. Có cậu rồi thì có lẽ Vân Thị có thể quay lại thời kỳ đỉnh cao huy hoàng. Hai người họ nói chuyện một lúc, không lâu sau quần áo và ngọc bội làm phỏng theo Liễu Thiên Lang đã tới. Ngô Bình thay quần áo, sau đó dùng thuật dịch dung để biến thành Liễu Thiên Lang. Anh xoay đi xoay lại mấy vòng, lại đi thử vài bước. Vân Phi Dương khen, giống, thậm chí còn khí khái phong độ hơn cả bản gốc. Vân Tịch cười nói, lão tổ, vậy con đi gặp các trưởng bối trong tộc, nói rằng đồng ý gả cho Tiêu Thị. Vân Phi Dương gật đầu, được,
anh bạn trẻ cứ tạm thời ở lại đây với tôi thêm vài ngày. Sau khi Vân Tịch đi khỏi, Ngô Bình tiếp tục tu luyện thần khiếu số 7, cảm nhận sự huyền diệu của vạn tượng thần lực. Vân Phi Dương vội hỏi, cậu mở được mấy thần khiếu rồi? Ngô Bình, 7 cái rồi. Vân Phi Dương đáp, cậu có ơn cứu mạng tôi sẽ cho cậu thứ này. Nói rồi ông ấy nhả ra một cái tháp nhỏ màu trắng. Cái tháp vừa rơi xuống đất là lập tức biến thành một cái tháp 5 tầng, cao mấy chục mét. Ngô Bình nhìn cái tháp rồi hỏi, lão tổ, đây là thứ gì vậy? Vân Phi Dương cười đáp, đây là báu vật tiên tổ của vương tộc chúng tôi để lại, tên gọi là tháp Vạn Duy. Nó có thể trực tiếp hút năng lượng từ các không gian tầng cao hơn. Ngô Bình mừng rỡ, lại có thứ bảo vật như vậy sao? Vân Phi Dương, cậu vào trong thử xem. Bảo vật này chỉ có người của vương tộc sử dụng được. Có điều giờ cậu đã là cháu rể Vân Thị, vai vế cũng không hề nhỏ. Ngô Bình tạ lễ, đa tạ lão tổ. Vân Phi Dương, không cần khách sáo. Anh bạn trẻ, tư chất của tôi có hạn nên chỉ tu luyện được tới tầng 2 của tháp Vạn Duy. Có thể tới được tầng mấy thì phải xem tư chất của cậu. Ngô Bình đẩy cửa tháp Vạn Duy để vào tầng 1. Chân anh vừa đi vào trong thì đột nhiên cảm thấy phía trước có ánh sáng. Anh nhìn vào hư không thì thấy vô số vòng xoáy năng lượng. Những vòng xoáy này trông rất thật, đến nỗi tay anh có thể chạm vào. Năng lượng do chúng nhả ra nồng đặc và thuần khiết hơn năng lượng mà anh cảm nhận được bên ngoài rất nhiều. Năng lượng thật là thuần khiết, anh kinh ngạc thốt lên. Sau đó Ngô Bình phát hiện ra những năng lượng này đa số là hạ phẩm. Mặc dù là hạ phẩm nhưng cũng đã là hiếm có rồi. Ngô Bình không dừng lại đó mà bước lên cầu thang đi lên tầng. Anh vừa đặt chân lên cầu thang lên tầng 2 là đột nhiên cảm nhận được một áp lực kinh hoàng đè nặng lên cả cơ thể và tinh thần anh. Cũng may là đối với Ngô Bình thì áp lực này cũng không quá mạnh. Anh ngẩn ra một lát rồi tiếp tục leo lên tầng 2. Đi hết cầu thang, anh lên được tầng thứ 2 của tháp. Ở tầng này, anh nhìn thấy những vòng xoáy năng lượng. Những vòng xoáy năng lượng này cũng vô cùng chân thực, chỉ cách anh một tấc. Đáng tiếc là năng lượng này không đủ sức hấp dẫn Ngô Bình. Anh liền tiếp tục đi lên bậc thang để tới tầng tiếp theo. Lần này, áp lực lại lớn hơn tầng dưới khiến Ngô Bình cảm thấy rất mất sức. Anh lẩm bẩm, có lẽ áp lực này liên quan đến tu vi của mỗi người. Áp lực mà Vân Tổ phải chống lại còn lớn hơn áp lực này của mình nhiều. Cho nên ông ấy chỉ có thể ở lại tầng 2. Anh khẽ gầm gừ sau đó bước lên bậc thứ nhất rồi dần dần di chuyển lên trên. Cuối cùng, Ngô Bình cũng lên tới được tầng 3. Ở tầng số 3, cuối cùng anh cũng nhìn thấy được năng lượng thượng phẩm, bao gồm cả thuần dương tiên lực, âm dương thần lực bên trong. Năng lượng ở đây đều là thượng phẩm, vậy còn tầng 4 và tầng 5 thì sao? Tim anh đập nhanh hơn, đi về phía cầu thang. Khi anh vừa đặt chân lên bậc cầu thang thì suýt nữa bị áp lực đè bẹp. Xương anh kêu răng rắc, võ hồn cũng gào thét, sức chịu đựng của mỗi tế bào đều bị đẩy lên cực hạn. Bịch! Cuối cùng anh cũng bước lên được bậc đầu tiên, tiếp đó là bậc thứ 2, thứ 3. Mỗi bước đi đều chậm như sên bò. Đến bậc thứ 5, anh phải dừng lại nghỉ. Bên ngoài tháp Vạn Duy, Vân Phi Dương thấy tầng 3 tháp sáng lên thì mắt cũng sáng lên theo. Một người đàn ông đi tới, hai mắt bịt phải đen, dáng người mảnh khảnh, mặc áo choàng màu đen. Người này khí chất sắc như kiếm, khiến người khác không dám tới gần. Người này nói, bố, tư chất của người này đúng là khiến người ta kinh ngạc. Không ngờ cậu ta lại lên được tới tầng 3. Vân Phi Dương đáp không, cậu ấy đang leo lên tầng 4 rồi. Người đàn ông mặc áo choàng kinh ngạc, tầng 4 ư. Đó là nơi chứa năng lượng vương phẩm thực sự. Vân Phi Dương, chàng trai này tiền đồ cực kỳ rộng mở. Vân thì ta có lẽ phải nhờ cậu ấy mới vùng lên được. Người đàn ông mặc áo choàng, bố à, con cũng chưa từng được thấy năng lượng vương phẩm. Nó rốt cuộc là gì vậy? Vân Phi Dương, năng lượng vương phẩm là năng lượng nằm ở lõi của không gian tầng cao hơn. Sự huyền diệu của nó thì chỉ có người hút được nó mới hiểu hết được. Ở trong tháp, Ngô Bình phái mất tới mấy tiếng đồng hồ mới đặt chân lên được bậc thang cuối cùng rồi bước vào tầng 4. Vừa vào đến nơi, anh ngồi phịch xuống đất thở dốc, cảm giác như các cơ quan đoàn thể trong cơ thể sắp lìa ra đến nơi. Nghỉ ngơi chừng 10 phút, anh uống một viên đan sinh mệnh. Vài phút sau đó tinh thần mới hồi phục lại, Ngô Bình bắt đầu quan sát vòng xoáy năng lượng trên đầu mình. Ồ, thuần dương tiên lực, vạn tượng thần lực, đây chẳng phải đều là năng lượng thượng phẩm sao? Anh dẫn thuần dương tiên lực vào trong cơ thể. Sau khi năng lượng đó đi vào cơ thể,
anh đột nhiên cảm thấy năng lượng này còn tốt hơn so với thuần dương tiên lực anh hút được khi trước. Hình như trong năng lượng này còn có thêm thứ gì đó nữa. Không đúng, cũng là thuần dương tiên lực nhưng lại cao cấp hơn. Hình như, anh vươn tay phải ra, phóng ra một đạo thuần dương tiên lực. Lực anh vừa bắn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một lá bùa năng lượng. Chương 986, thần khiếu thứ 9, thần lạc ban đầu. Thuần dương tiên phù, Ngô Bình sáng mắt lên, cuối cùng anh đã biết sự khác biệt giữa sức mạnh của tầng thứ 3 với tầng thứ 4. Nó chính là luồng sức mạnh cốt lõi, ẩn chứa quy luật, tuy thuần dương tiên lực tầng tiếp theo rất tinh thuần và dồi dào, nhưng lại không có quy luật. Ngô Bình mỉm cười rồi ra sức hấp thu tầng này của thuần dương tiên lực, sau đó dần thay thế cho thuần dương tiên lực trước đó. Nguồn năng lượng mới này ẩn chứa quy luật, nếu mang ra so sánh với nhau thì thuần dương tiên lực cũ chỉ như bùn cát, còn cái sau chính là vàng ròng. Ngô Bình lập tức thi triển thuần dương chân lực trong cơ thể mình, chân lực nhanh chóng bao phủ trận thuần dương. Bản chất của nó không còn kém phép thuật là bao, chỉ cần Ngô Bình muốn là anh có thể dùng nó làm nền móng để tạo ra nhiều phép thuật hệ thuần dương hơn. Sau đó, anh lại hấp thu ất mộc linh lực, kim cương nhẫn lực, u minh quỷ lực, hậu tổ nguyên lực, đại la thiên lực, huyền thiên chú lực, hàn băng thần lực, hoang cổ thánh lực, tất cả đã được thay thế bằng một nguồn năng lượng nòng cốt có quy luật. Xong xuôi, Ngô Bình thấy cơ thể và võ hồn của mình đều có sự thay đổi thần kỳ. Cuối cùng, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào một nguồn năng lượng mới có tên là Tam Thanh Thần Lực. Vì thế, anh lại ra sức hấp thu nguồn năng lượng này để mở thần khiếu tiếp theo. Khi thần khiếu tiếp theo được đả thông, Tháp Vạn Duy cũng phải chấn động. Ngô Bình cảm thấy đại thần khiếu của mình cũng đang rung lên, võ hồn thì cực kỳ khoan khoái. Lúc này, anh mở mắt ra và thấy cả cơ thể mình tràn đầy sức mạnh, lực tinh thần cũng tăng vọt. Anh nhìn về phía cầu thang rồi chạy thẳng lên, lần này áp lực mạnh hơn lần trước cả chục lần. Tuy Ngô Bình vẫn bị hao sức, nhưng không đến nỗi bết bát như lần trước, anh cứ từng bước thong dong lên tận tầng 5. Khi tầng thứ 5 của Tháp Vạn Duy sáng lên, Vân Phi Dương cũng tỏ vẻ kinh ngạc rồi lẩm bẩm, cậu ta lên đến tầng 5 rồi ư. Người đàn ông mặc áo bào đen hỏi, bố, tầng thứ 5 của Tháp Vạn Duy là gì à? Đây không phải lần đầu tiên ông ta hỏi bố mình, nhưng Vân Phi Dương quyết không chịu tiết lộ. Nghe thấy thế, Vân Phi Dương thở dài một hơi, trong tiếng thở dài này có chứa tâm trạng cực kỳ phức tạp, lão nói tầng thứ 5 có sức mạnh chúc phúc mà thiên tử thượng cổ để lại. Có được lời chúc của thiên tử cổ đại thì cậu ta có thể tháo được một lần xiềng xích trói buộc huyết mạch. Người đàn ông áo bào đen chấn động, tháo được xiềng xích trói buộc huyết mạch à? Vân Phi Dương gật đầu, một khi làm được điều đó thì không ai biết cậu ta sẽ thay đổi như thế nào đâu. Ngô Bình tiến lên đỉnh cao nhất của Tháp Vạn Duy, sau đó nhìn thấy ảo ảnh Vĩ Ngạn đang ngồi xếp bằng giữa vũ trụ vô tận, người đó cho anh cảm tưởng lúc xa lúc gần. Anh nhìn thấy ảo ảnh đó đang chỉ tay về phía mình. Sau đó có một luồng sáng chợt chiếu vào người anh. Ngô Bình cảm thấy cơ thể và linh hồn của mình như có sự thay đổi về chất. Anh không kịp nghĩ ngợi nhiều, vì chợt cảm thấy đại thần khiếu đang run lên mãnh liệt. Ngay sau đó, một vị trí nào đó trong cơ thể anh dần xuất hiện thần khiếu thứ 9. Thần khiếu này vừa xuất hiện, các sức mạnh đã tập trung về phía nó ngay. Ngô Bình ngồi xếp bằng xuống, trong người anh đã có thêm một loại linh lạc có tên là thần lạc. Sức mạnh của thần khiếu có thể vận hành thần lạc. Nó hình thành rất nhanh, như thể đã có sẵn trong người anh, chỉ chờ ngày ra mắt. Khi đường thần lạc cuối cùng hình thành, linh lạc và thần lạc của Ngô Bình đã có sự kết nối, hai luồng sức mạnh bắt đầu giao lưu với nhau. Ngay sau đó, trời đất giao thoa, âm dương nối liền, Ngô Bình tiến vào một trạng thái rất kỳ diệu. Không lâu sau, anh mở đôi mắt rực sáng ra, sau đó bái lạy về phía hư không rồi rời khỏi Tháp Vạn Duy. Anh vừa ra ngoài, Vân Phi Dương đã cười nói, chúc mừng cậu nhé. Ngô Bình, cảm ơn lão tổ đã cho tôi vào tháp tu hành, tôi đã có thu hoạch lớn. Vân Phi Dương, nào chỉ có thế, thu hoạch của cậu còn rất đáng sợ đấy. Ngô Bình, lão tổ, mấy ngày rồi. Vân Phi Dương, đoàn đón dâu của Tiêu Thị đã đến đón Vân Tịch đi rồi, bây giờ chắc Tiêu Thị đang mở tiệc chiêu đãi, cậu đến vừa kịp lúc. Ngô Bình giơ tay lên xoa mặt. Sau đó đã biến thành hình dạng của Liễu Thiên Lang rồi nói, phiền lão tổ gọi người dẫn người cho tôi. Một người đàn ông mặc áo bào đen bước tới rồi cười nói với Ngô Bình, tôi là Vân Thất, để tôi đưa cậu đi. Nói rồi, ông ta vung tay lên, Ngô Bình cảm thấy trời đất xoay chuyển, mọi cảnh vật hiện tại đều biến mất, ngay sau đó anh đã đứng trên một con phố dài.
Bên tai anh vang lên giọng nói của người đàn ông, phía trước chính là nhà họ Tiêu. Ngô Bình mở chiếc quạt xếp ra rồi đi đến đó. Khí thế của nơi này không kém gì nhà họ Vân, nhà cửa san sát, mức độ xa xỉ thì không có từ nào hình dung nổi. Trước cổng đang răng đèn kết hoa, vì hôm nay là ngày mà Tiêu Biệt Ly cưới con cháu của vương tộc là Vân Tịch về làm vợ. Ngô Bình đi đến gần thì thấy người xe như nước, khách khứa đầy nhà, quả chất như núi. Có hai người đứng đón khách ngoài cổng, nhìn thấy Ngô Bình có khí thế phi phàm, họ cùng tiến lên chào, xin hỏi, anh là khách của nhà nào ạ? Hiện giờ, Ngô Bình là Liễu Thiên Lang nên anh lạnh giọng nói, tôi đến rồi mà sao không thấy chủ nhà họ Tiêu ra đón. Nghe thấy thế, hai người kia đều ngẩn ra, họ quan sát Ngô Bình thêm nhưng vẫn không biết anh là ai mà ăn nói khí thế như vậy. Thưa anh, lão gia nhà tôi đang tiếp khách ở sân sau, mong anh thông cảm. Chát! Ngô Bình vung tay lên tát cho tên đó một cái rồi mắng, Tiêu Thị còn con mà làm cao thế à? Hôm nay là ngày vui của Tiêu Thị, vì thế nhanh chóng có bốn cao thủ xông ra, một người trầm giọng nói, đã là khách thì đừng làm loạn. Ngô Bình cười lạnh, dựa vào đám rác rưởi các người mà dám bắt bẻ tôi à? Anh dậm chân một cái, kim cương nhân lực tuôn ra, sau đó hình thành sát trận dưới chân của bốn người kia. Sát quang bùng nổ, chân của bốn cao thủ đều ứa máu. Ai nấy nằm xuống kêu rên đau đớn. Ai dám làm loạn vậy hả? Một tiếng hét vang lên, sau đó có một ông lão xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Khi ông lão nhìn thấy dáng vẻ của anh thì chợt ngẩn ra nói, cậu là Liễu Thế Tử ư? Liễu Thiên Lang xuất hiện từ tiên cảnh thái thái nên rất ít người biết đến, ông lão này là lão tổ của nhà họ Tiêu, tu vi thiên tiên bán bộ nên đã từng gặp Liễu Thiên Lang một lần. Ngô Bình, biết thế rồi, sao không quỳ xuống? Với Liễu Thị mà nói thì ông lão ở cảnh giới thiên tiên bán bộ này không là gì cả. Lão tổ của Tiêu Thị tỏ vẻ lúng túng, lão có địa vị rất cao ở tiên cảnh Thái Thanh thì sao phải quỳ trước mặt người khác. Nhưng bây giờ, lão phải quỳ, vì lão không dám chọc giận vị thế tử này. Chưa kể đến nhà họ Liễu sau lưng Liễu Thiên Lang, riêng bậc sư tôn cảnh giới thiên tiên này thôi đã đủ cho lão ra bã rồi. Liễu Vạn Long tham kiến thế tử. Ngô Bình hừ nói, nghe nói cháu chắt nhà ông lấy người đẹp nhất Vân Châu hả? Liễu Vạn Long đáp vâng, Tiêu Biệt Ly lấy Vân Tịch hả? Ngô Bình, dẫn tôi đi gặp cô dâu, để tôi xem đệ nhất mỹ nữ trông như thế nào. Chương 987, màn cướp cô dâu ngang ngược. Tiêu Vạn Long không hề muốn một chút nào, nhưng không dám làm trái lời của Liễu Thiên Lang nên đành nói, vâng, mời thế tử đi theo tôi. Tiêu Vạn Long đi trước dẫn đường như một bậc con cháu. Lưng cúi, mặt tươi cười. Đến nơi làm lễ rồi, họ thấy Tiêu Biệt Ly và Vân Tịch đang chuẩn bị bái đường. Nghe thấy tiếng động, Tiêu Biệt Ly quay ngoắt lại rồi nhìn Tiêu Biệt Ly. Thế tử, hắn kinh ngạc rồi vội tiếp lên bái lại. Ngô Bình cười nói, Tiêu Biệt Ly, nghe nói cậu lấy vợ nên tôi đến xem sao. Nói rồi, anh bước thẳng về phía Vân Tịch rồi giơ tay kéo khăn trùm đầu xuống. Một gương mặt tuyệt sắc xuất hiện, ai nấy đều phải hô lên. Ánh mắt Ngô Bình xẹt qua vẻ tán thưởng cùng chiếm giữ, anh cười lớn nói, được đấy, đúng là người đẹp số 1 Vân Châu có khác. Anh nâng cằm Vân Tịch lên rồi cười nói, người đẹp, có muốn đi với tôi không? Tiêu Biệt Ly hoảng lên rồi vội nói, xin thế tử đừng đùa, chúng tôi sắp thành hôn rồi. Ngô Bình đạp Tiêu Biệt Ly bay ra xa rồi lạnh giọng nói, người đẹp thế này thì phải ở cạnh tôi mới xứng, loại rác rưởi như cậu mà cũng đòi sao? Biến! Tiêu Biệt Ly bị đá cho hộc máu. Hắn vẫn đang hoảng vì sức mạnh của Liễu Thiên Lang. Vân Tịch tỏ vẻ sợ hãi, nhưng Ngô Bình đã ôm lấy eo cô ấy rồi cười nói, này người đẹp, đi theo tôi đi. Nói rồi, anh nhúng người rồi nhấc Vân Tịch bay lên sao, ngay sau đó đã biến mất. Người của Tiêu Thị đều ngẩn ra, Tiêu Biệt Ly hét lên giận dữ, đôi mắt như phun ra lửa, ngoài điều đó ra, hắn chẳng thể làm gì được nữa. Tiêu Vạn Long thờ ơ nói, Biệt Ly, chúng ta không dây vào nhà họ Liễu được đâu. Con quên Vân Tịch đi. Tiêu Biệt Ly gầm lên nói, lão tổ, con không phục. Tiêu Vạn Long lừ mắt rồi truyền âm nói, tạm thời nhẫn nhịn đã, Tiêu Thị chúng ta có món trọng bảo đó thì sớm muốn cũng được vào tiên giới. Đến lúc đó, tính sổ với nhà họ Liễu sau cũng chưa muộn. Về phần Ngô Bình, trên đường anh bế Vân Tịch về nhà họ Vân thì lại gặp người đàn ông mặc áo bào đen. Vân Tịch vội gọi, thất tổ. Vân Thất cười nói, Ngô Bình, Vân Tịch. Hai người có thể rời khỏi Thái Thanh tiên cảnh được rồi. Vân Tịch gật đầu, vâng, thất tổ, con sẽ mai danh ẩn tích một thời gian. Thất tổ gật đầu, sau đó phất ống tay áo,
Ngô Bình và Vân Tịch lại thấy trời đất quay cuồng, sau đó trở lại nước Viêm Long. Ngô Bình phát hiện nơi này khá gần Phủ Tử Long nên đã dẫn Vân Tịch cùng đến đó. Anh vừa tới thì đã nhìn thấy Lý Long Thần và Mỹ Nương đang đuổi theo một đứa bé trai chạy khắp sân. Bé trai đang cầm một cái đùi gà rồi chạy nhảy tung tăng. Ngô Bình vừa nhìn đã biết nó chính là bé trai đó nên nói, ra đây. Bé trai nghe thấy giọng nói của anh thì mừng rỡ, sau đó nhảy tót vào lòng anh gọi, bố. Ngô Bình lừ mắt nói, sao con chạy ngoã lên thế hả? Dứt lời, anh mới phát hiện thằng bé đang cầm một bên con ngươi đẫm máu. Anh hoảng hốt hỏi, mắt ai đây? Lý Long Thần hớt hải chạy tới rồi nói, sư thúc, may quá người về rồi. Mấy ngày qua, Phủ Tử Long sắp bị thằng bé này quậy tung lên rồi. Ban nãy, đệ tử chỉ lơ đi một cái là nó chạy ngay lên núi rồi móc mắt Hồ Vương đây này. Mỹ Nương nhìn thấy Vân Tịch thì mừng rỡ gọi, Vân Tôn. Vân Tịch gật đầu, sau đó đón bé trai rồi cười nói, cháu tên là gì? Bé trai chớp mắt nhìn Ngô Bình rồi lại nhìn Vân Tịch, sau đó gọi, mẹ. Vân Tịch đỏ mặt hỏi Ngô Bình, con ai đây? Ngô Bình thở dài, ai mà biết được? Bố, bé trai lại nhảy vào lòng Ngô Bình rồi bám chặt lấy anh. Tuy Ngô Bình thấy phiền nhưng lại rất thích thằng bé này nên xoa đầu nó, nói thích gọi bố thì cứ gọi, ta nhận con làm con trai luôn. Bé trai cười hì hì rồi nhảy lên cổ Ngô Bình. Ngô Bình nói, phải đặt tên cho con chứ nhỉ, con cười suốt ngày như hề ấy, vậy gọi là Hỷ Bảo nhé. Bé trai gật đầu, có vẻ rất thích cái tên này. Ngô Bình thấy người nó lấm lem thì ném lại cho Lý Long Thần rồi nói, đưa nó đi tắm rửa đi. Ngô Bình sắp xếp cho Vân Tịch xong thì ông Khánh cũng tới, ông ấy đến bái lại Vân Tịch. Khi trời gần tối, Vân Tịch và Ngô Bình ngồi đối diện nhau, bên cạnh là Hỷ Bảo đang bế một con rắn độc làm đồ chơi. Răng của con rắn đã bị bẻ đi, nó như biết được số kiếp của mình nên đành chịu trận để yên cho Hỷ Bảo muốn làm gì thì làm. Ngô Bình nói với Vân Tịch, thời gian tới, cô hãy tập trung tu luyện ở đây. Khi nào rảnh, tôi sẽ đến thăm cô. Vân Tịch gật đầu, sau lần chúng ta từ biệt khi ấy, không ngờ có nhiều chuyện xảy ra nhé vậy, đúng là trời giỏi trêu người con người. Ngô Bình, à, lần trước cô mang hóa long đan đi cho ai uống rồi? Vân Tịch, có một con bạch xà vạn nam ở tiên cảnh Thái Thanh, nó tu luyện đã lâu nên có pháp lực rất mạnh, nhưng không thể hóa rồng được. Tôi đã đưa đan dược cho nó, chắc năm này là nó hóa rồng thôi. Ngô Bình, bạch xà tu luyện vạn năm ư, siêu đấy. Vân Tịch, khi tôi còn nhỏ, đã từng được nó cứu mạng nên chúng tôi thân nhau lắm. Ngô Bình, Vân Tịch, tôi đóng giả Liễu Thiên Lang, không biết Tiêu Thị có phát hiện ra không nhỉ? Vân Tịch, chắc không, họ không dám đến nhà họ Lang hỏi đâu. Ngô Bình, thế thì tốt, giờ lão tổ sắp khôi phục tu vi rồi, đến lúc đó Vân Thị nhà cô sẽ an toàn. Ngoài Hỷ Bảo ra thì không còn ai khác nên Vân Tịch nói, cảm ơn ông xã nhé. Ngô Bình cười nói, đùa chứ, màn cướp sâu quá là kích thích luôn. Vân Tịch đỏ mặt nói, lão tổ từng bảo muốn gán chúng ta cho nhau. Ngô Bình gãi đầu, đi theo tôi, cô không thấy tủi thân chứ? Vân Tịch, anh giỏi thế thì sao tôi thấy tủi thân được? Ngô Bình, nhưng tôi đã có người phụ nữ khác rồi. Vân Tịch, người giỏi giang như anh có nhiều vợ cũng là chuyện bình thường. Vân Tịch sinh ra ở Thái Thanh Thiên Cảnh, đàn ông ở đó được phép lấy nhiều vợ nên cô ấy không bài xích chuyện này. Ngô Bình thở dài nói, được rồi. Vân Tịch mỉm cười rồi ngồi lên chân Ngô Bình, sau đó ôm cổ anh nói, chồng, em còn nhiều chuyện chưa kể HCO anh, sau này em sẽ kể dần cho anh nghe nhé. Ngô Bình chớp chớp mắt, mai này mới kể à, thế chúng ta bắt đầu thôi. Anh ôm Vân Tịch rồi đè cô ấy dưới thân. Hỷ Bảo thấy thế thì nhảy dựng lên kéo tóc Ngô Bình, vì thằng bé tưởng họ sắp đánh nhau. Ngô Bình tức giận mắng, Hỷ Bảo, về phòng ngủ đi. Hỷ Bảo ngoan ngoãn về phòng ngay. Sau một đêm chinh chiến trường kỳ, khi trời hửng sáng, Vân Tịch đã phải buông vũ khí đầu hàng rồi nằm bẹp trên giường. Còn Ngô Bình thì dẫn Hỷ Bảo đi chơi. Anh ở lại Phủ Tử Long 3 ngày, sau đó dặn nhóm Vân Tịch chăm sóc cho Bảo Hỷ rồi về Thiên Kinh. Có một sát tinh ở Thiên Kinh, một lão anh hùng không sống được bao lâu nữa, anh phải về kéo dài tuổi thọ cho người này. Sau đó khống chế tà ma trấn Bắc Phương. Chương 988, Thiên Sát Châu. Tổng bộ Thiên Long tại Thiên Kinh. Ngô Bình lượn quanh tổng bộ một vòng thì thấy không có chuyện gì, vì thế buổi sáng anh chỉ dẫn cho Diệp Huyền thêm một chút rồi buổi chiều đến nhà vị tướng quân kia. Vị tướng quân này tên là Sở Thắng Thiên,
hiện đang sống một mình trong căn biệt thự trên đỉnh núi ở phía tây Thiên Kinh. Lúc Ngô Bình xuất hiện ở chân núi, đã có hai người chặn anh lại, một người nói, xin dừng bước. Hai người này đều đã khá lớn tuổi, một người 70, một người 45, thực lực của cả hai đều mạnh, một người ở cảnh giới tiên thiên, một người ở cảnh giới thần. Ngô Bình, phiền hai vị lên thông báo cho Long chủ của Thiên Long đến xin gặp Sở tướng quân. Hai người đó ngạc nhiên hỏi, cậu là Long chủ ư? Ngô Bình gật đầu, tôi luôn ngưỡng mộ tướng quân, nghe nói tướng quân không khỏe nên mới đến thăm. Đã rất lâu không có ai tỏ lòng kính trọng như vậy đến tướng quân nên hai người kia đưa mắt nhìn nhau, người lớn tuổi hơn nói, xin Long chủ chờ một lát, tôi sẽ lên thông báo. Vài phút sau, ông ấy nói, tướng quân có lời mời. Ngô Bình leo hoảng hơn 100 mét đường núi thì thấy một mặt đất bằng phẳng, có mấy căn nhà ở đây. Ngoài ra còn có mấy mẫu ruộng cằn, cùng một ông lão thoạt nhìn khoảng 90 tuổi đang cất bước yếu ớt trên con đường cỏ. Người dẫn người tiến lên nói, tướng quân, Long chủ đến rồi ạ. Ngô Bình đi tới gần ông lão rồi hành lễ, Ngô Bình tham kiến lão tướng quân. Ông lão đứng thẳng người, dáng người ông ấy rất cao, chắc khi trẻ phải cao trên 1m9. Ông ấy nhìn Ngô Bình rồi cười nói, khá lắm, tôi nghe danh cậu đã lâu, nghe nói cậu đã giết bọn quỷ nước Mễ, để lấy lại ánh hào quang cho nước ta, giỏi lắm. Giọng nói của ông ấy rất vang, khí thế hào hùng. Nhưng ông ấy đã rất yếu, nói một câu thôi mà cũng phải thở hổn hển. Ngô Bình, lão tướng quân, nghe nói ông không được khỏe, tôi hiểu về y thuật nên muốn đến thăm khám. Ai ngờ ông lão lại xua tay, không cần đâu, tôi sắp chết rồi. Cũng 94 tuổi rồi chứ ít đâu, sống thêm vài năm cũng làm gì chứ. Và lại, tôi không muốn làm liên lụy đến người khác. Ngô Bình hiểu ý của ông ấy là sát tinh nên nếu có ai thân cận thì sẽ bị ảnh hưởng, vì thế ông ấy mới không muốn làm liên lụy đến ai khác. Ngô Bình cười nói, lão tướng quân, nếu tôi sợ thì đã không tới. Ông cứ yên tâm, tôi vừa chữa khỏi bệnh cho ông, mà còn hóa giải được mệnh sát tinh cho ông. Ông lão ngẩn ra, cậu định giúp tôi kiểu gì? Ngô Bình lấy âm dương pháp bào ra rồi nói, mặc áo bào này vào thì ông sẽ không còn mang mệnh sát tinh nữa, mà chỉ là người bình thường thôi. Lão tướng quân nhìn chiếc áo rồi hỏi, tại sao? Ông ấy đã mời không biết bao nhiêu cao nhân, nhưng chưa ai có thể làm được điều như Ngô Bình nói. Những người thân cận quanh ông ấy cứ lần lượt ra đi. Về sau, ông ấy không dám thân thiết với ai nữa mà trốn một mình ở đây, chuẩn bị chờ ngày chết. Ông ấy cô độc, lẻ loi. Nhưng không biết phải làm thế nào, vì ông ấy không muốn làm hại người khác. Ngô Bình, mệnh sát tinh thật ra là vì sát khí trong người ông quá nặng, cái này có từ bẩm sinh rồi, ông thuộc một trường hợp rất hiếm gặp. Sát khí sẽ khiến những người xung quanh ông bị ảnh hưởng, nhưng nếu ông mặc chiếc áo bào này vào thì sát khí sẽ bị ngăn cách, thế là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ông lão cầm lấy chiếc áo bào rồi cười nói, chắc thứ này quý lắm đúng không? Ngô Bình, nó là âm dương pháp bào, đúng là rất quý. Nhưng người bình thường không thể mặc được, vì nó sẽ tạo tia phóng xạ. Nhưng lão tướng quân thì khác, trong người ông có sát khí nên có thể cản được sức mạnh này. Ông lão mừng rỡ nói, cảm ơn cậu. Ngô Bình, lão tướng quân còn vài căn bệnh nữa, để tôi chữa luôn một thể. Hai người đi vào trong nhà, Ngô Bình mất hơn một tiếng để chữa trị các bệnh khác cho ông lão này, cuối cùng cho ông ấy uống 2 viên sinh mệnh đan và 1 viên đại luyện hình đan. Khi Sở Thắng Thiên bước ra ngoài, trông ông ấy chỉ như một người 50 tuổi, khí tức như rồng, dáng người cao 1m9. Hai người Ngô Bình gặp ở chân núi thấy thế thì mừng rơi nước mắt, tướng quân. Người trẻ lại rồi à? Sở Thắng Thiên soi gương rồi cười nói, đây là dáng vẻ năm tôi 40 tuổi, thời gian trôi nhanh thật đấy. Ông ấy chắp tay với Ngô Bình, cảm ơn cậu. Ngô Bình, nghe nói lão tướng quân có một thứ khống chế được Trấn Bắc Phương phải không ạ? Sở Thắng Thiên gật đầu, đúng. Ngô Bình, người của Trấn Bắc Phương đã tới tìm tôi, chắc định giết tôi, để tôi không thể chữa bệnh cho tướng quân. Sở Thắng Thiên cười lạnh, sớm muộn tôi cũng đi tìm ông ta. Ngô Bình, bây giờ, lão tướng quân đã khỏe lại rồi, tôi không còn gì phải lo nữa. Sở Thắng Thiên, tôi có thể gặp cháu ngoại của mình không? Thì ra, Sở Thắng Thiên có một cô con gái nhưng qua đời từ lâu, vì thế ông ấy có một cô cháu gái đã ngoài 50 tuổi, người này cũng đã kết hôn và có con cháu. Để bảo vệ cháu gái mình nên Sở Thắng Thiên chưa từng gặp lần nào, vì sợ cháu gái bị ảnh hưởng bởi mệnh sát tinh của mình. Ngô Bình, được chứ, lão tướng quân có thể sống như người bình thường rồi.
Ông lão thở dài nói, nếu thế thì dù chỉ được sống thêm 3 ngày nữa, tôi cũng thấy vui. Ngô Bình cười nói lão tướng quân còn sống được vài chục năm nữa. Sở Thắng Thiên cười nói, cậu đi theo tôi. Ông ấy dẫn Ngô Bình đi vào một phòng, sau đó đích thân pha trà rồi nói, cậu có biết tại sao tôi lại thành sát tinh không? Ngô Bình, lẽ nào về sau, lão tướng quân mới hình thành mệnh sát tinh ạ? Sở Thắng Thiên gật đầu, trước năm 10 tuổi, tôi vẫn là một người bình thường. Bỗng một hôm, người đông doanh đến thôn của chúng tôi rồi giết người phóng hỏa, tôi trơ mắt nhìn thấy mẹ mình bị chúng cưỡng bức, sau đó giết hại. Em gái tôi cũng bị dùng lưỡi le xuyên vào người rồi văng ra xa, khi ấy cô bé mới 3 tuổi, tôi không bao giờ quên được ánh mắt trước khi chết của cô bé. Tất cả những người thân yêu của tôi đều bị lũ quỷ ấy giết hại, chúng chém giết và cướp bóc như một bầy dã thú. Không, dã thú còn có lương tâm hơn chúng nó, ít ra dã thú chỉ sát sinh khi kiếm mồi, còn chúng thì thích giết là giết. Ngô Bình nghe xong thì trầm giọng nói, sau này nhất định bọn Đông Doanh sẽ phải trả giá. Sở Thắng Thiên, hôm đó tôi thoát chết vì trốn trong hầm, nghe tiếng la hét thảm thiết bên ngoài, tôi đau khổ và hoảng sợ. Khi lục tìm vũ khí trong hầm, tôi đã nhìn thấy một phiến đá, mở ra thì thấy một ngôi mộ cổ. Ở đó toàn là xương khô, họ không phải chủ của ngôi mộ, mà là người sau này đi vào đó rồi chết. Xem ra, họ đã chết lâu rồi. Sau khi vào đó, tôi nhìn thấy một hạt châu to như con mắt đang bị một người cầm trong tay. Tôi lấy hạt châu đi thì cảm thấy có một luồng sức mạnh dội vào người mình. Từ đó trở đi, tôi đã biến thành sát tinh. Ngô Bình, hạt châu đó đâu? Sở Thắng Thiên đi ra sau rồi mang một cái hộp ra, ông ấy mở ra rồi kéo lớp khăn phủ, Ngô Bình nhìn thấy một hạt châu màu đen trông rất quỷ dị. Thấy thế, anh buột miệng nói, Thiên Sát Châu. Chương 989, tầng 2 của Tiên Phủ. Sở Thắng Thiên gật đầu, về sau, tôi mang nó đi giết giặc và đã nhiều lần lập công. Tới khi trở thành tướng quân thì tôi mới biết nó là Thiên Sát Châu. Hạt châu này tích tụ sát khí của đất trời. Nghe nói có rất nhiều danh tướng thời cổ đại cũng sở hữu nó, ví dụ như Bạch Chỉ, Hàn Tín. Ngô Bình, đúng là Thiên Sát Châu hấp thu sát khí của tự nhiên, vì thế người bình thường không thể chịu được. Ban đầu, khi lão tướng quân thấy người ở quê mình bị sát hại đã vô cùng giận hữu, sát ý nổi lên vừa hay lại phù hợp với sát khí của viên châu này nên mới thích hợp với nó. Sở Thắng Thiên nói, giờ tôi tặng nó cho cậu. Ngô Bình, tặng tôi ư? Sở Thắng Thiên gật đầu, từng có một cao nhân nói với tôi, nếu một ngày nào đó có người xử lý được tình trạng sát tinh của tôi thì tôi hãy tặng Thiên Sát Châu cho người đó. Ngô Bình ngẩn ra, lão tướng quân, vị cao nhân đó là ai? Sở Thắng Thiên lắc đầu, tôi không biết tên, khi ấy tôi vẫn chỉ là lính thôi. Ngô Bình rất ngạc nhiên, người đó có thể bấm ra chuyện của ngày hôm nay, chứng tỏ cảnh giới rất cao. Anh cất viên châu đi rồi nói, cảm ơn lão tướng quân. Anh ngồi thêm một lúc thì con gái của lão tướng quân đến, vì thế anh xin ra về. Chuyến này, Ngô Bình đã có thu hoạch lớn, Thiên Sát Châu là báu vật nhân gian. Sau này, khi Ngô Bình tiến vào thần biến của cảnh giới địa tiên thì sẽ cần phải luyện sát khí của đất trời vào nguyên thần, giúp nguyên thần có lực sát thương và phòng ngự tăng cao. Luyện sát cần dùng đến sát địa, mà thứ này rất hiếm có, dù có tìm thấy thì nó cũng chỉ tạo ra sát lực rất yếu. Còn lực thiên sát thì ngang với sát địa thượng đẳng. Ngô Bình về tổng bộ Thiên Long trước, anh vừa về đã thấy có người đến thông báo, Long chủ, có một người tên Đệ Nhất Đức Nhân xin gặp ạ. Đệ Nhất Đức Nhân, Ngô Bình nhớ ra đây là võ thần số 1 của gia tộc Đệ Nhất từng bị anh đánh bại, vì thế đã nhận anh làm chủ, nhưng sau lần đó thì anh với Đệ Nhất Đức Nhân này chưa từng liên lạc lại. Anh gật đầu nói, mời vào. Vài phút sau, Đệ Nhất Đức Nhân đã được dẫn vào, nhìn thấy Ngô Bình. Ông ta quỳ xuống nói, tham kiến chủ nhân. Ngô Bình gật đầu, Đức Nhân, đứng dậy đi. Bấy giờ, Đệ Nhất Đức Nhân mới đứng dậy trình bày, chủ nhân, tôi gặp chuyện rồi, xin chủ nhân hãy giúp tôi. Ngô Bình, sao, ông gặp chuyện gì? Gia tộc Đệ Nhất này thuộc một trong các gia tộc thần bí nhất ở Giang Nam, họ có một y vương, một địa sư và một Đệ Nhất Đức Nhân. Đệ Nhất Đức Nhân, chủ nhân, tôi đã từng kể với người là gia tộc tôi tìm thấy một tiên phủ cổ. Nhờ tu luyện ở đó thì gia tộc của tôi mới được như bây giờ. Nhưng hôm qua, anh hai của tôi đã vô ý lên tầng 2 của tiên phủ và đã bị nhốt ở đấy, không biết sống chết thế nào. Ngô Bình, anh trai ông bị nhốt ở đấy ư? Các ông đã khai phá hết tiên phủ ấy chưa? Đệ Nhất Đức Nhân lắc đầu, chúng tôi chỉ tu luyện ở tầng ngoài cùng thôi, chứ bên trong rất phức tạp nên không dám vào. Không hiểu sao hôm đó anh tôi lại làm vậy.
Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi, tôi sẽ đi cùng ông. Đệ nhất nước nhân mừng rỡ, cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình lôi đệ nhất nước nhân cùng bay lên cao, sau đó lao vù đi. Tuy đệ nhất nước nhân đã ở cảnh giới nhân tiên tầng thứ hai, nhưng so với Ngô Bình thì vẫn còn cách biệt rất lớn. Ông ta vừa mừng vừa kinh ngạc nói, chủ nhân, tu vi của người tăng nhanh quá, đã hơn lần trước rất nhiều rồi. Ngô Bình, ông cũng kém gì, võ thánh rồi cơ đấy. Đệ nhất đức nhân, sao tôi tiến bộ nhanh bằng chủ nhân được, nhưng tôi cũng luôn cố gắng. Họ trò chuyện được vài câu thì đã đáp xuống một viên lâm của Giang Nam, đệ nhất đức nhân nói, chủ nhân, lối vào của tiên phủ trong viên lâm. Lúc này, có rất nhiều người đi ra, họ đều là người làm và hộ viện của gia tộc đệ nhất. Nhìn thấy đệ nhất đức nhân trở về, họ đều chào ông thất. Đệ nhất đức nhân, đây là Ngô tiên sinh, các người nhớ hầu hạ chu đáo. Mọi người đồng thanh chào, Ngô tiên sinh. Ngô Bình gật đầu nói, đức nhân, vào tiên phủ thôi. Đệ nhất đức nhân mời Ngô Bình ra sau vườn hoa, ông ta ấn vào hòn non bộ, lập tức có một cánh cửa xuất hiện, chủ nhân, đây ạ. Ngô Bình, sao ngày xưa, gia tộc ông lại phát hiện ra nơi này? Đệ nhất đức nhân, sư tổ của tôi mua căn nhà này xong thì đến năm thứ ba mới phát hiện ra tiên phủ. Đã từng có người đến đây rồi, nhưng chủ mở được một tầng, sau đó thì chịu. Chắc chắn người đó đã xây nhà ở đây để tiện việc tìm kiếm trong tiên phủ, về sau không biết người đó đã chết thế nào, con cháu thì lụi bại nên mới bán nhà cho chúng tôi. Ngô Bình, nhà ông cũng là gia tộc lớn ở Giang Nam, chắc kinh doanh cũng khá lắm nhỉ. Đệ nhất đức nhân, chủ nhân quá khen, gia tộc tôi chủ yếu cho thuê cửa hàng, chứ không giỏi việc kinh doanh đâu. 1/5 cửa hàng ở Giang Nam là của gia tộc đệ nhất. Nói rồi. Hai người mở cửa bước lên cầu thang rồi đi vào một khu vực hình tròn, có khá nhiều sách vở ở đây, có một người đàn ông trung niên đang vùi đầu đọc sách. Đệ nhất đức nhân nói với người đó, anh Tư, đây là Ngô tiên sinh. Người đó không ngẩng lên mà chỉ ừ một tiếng rồi lại đọc sách tiếp. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy người đó đang đọc sách phong thủy. Đệ nhất đức nhân nói, chủ nhân đừng chấp, anh Tư của tôi rất mê phong thủy, ngày nào cũng vùi đầu vào sách, chẳng giao tiếp với ai. Ngô Bình, người lên tầng 2 chắc là Y Vương hả? Đệ nhất đức nhân gật đầu, vâng, anh hai của tôi chính là Y Vương. Ngô Bình nhìn thấy phía trước có một cánh cửa đang phát sáng, ánh sáng này có lực phản rất lớn với con người, những người như đệ nhất đức nhân có muốn lại gần cũng không được. Chủ nhân, cánh cửa này có lực phản mạnh lắm, tôi không thể đi qua được. Không biết sao anh hai lại vào được nữa. Ngô Bình nhìn chăm chú vào đó rồi khởi động khả năng nhìn xuyên thấu. Thì thấy phía sau cánh cửa là một không gian đen kịt, có bóng người lập lờ ở đó, tuy nhiên không chỉ là một người. Anh hỏi đệ nhất đức nhân, ông có biết sau cánh cửa có thứ gì không? Đệ nhất đức nhân lắc đầu, không ạ. Ngô Bình, ngoài anh hai của ông ra thì đã có ai vào đó chưa? Đệ nhất đức nhân, ngoài sư tổ của tôi ra, đến giờ chỉ có mỗi anh hai vào. Ngô Bình gật đầu, anh giơ tay ấn lên cánh cửa thì thấy đúng là lực phản rất mạnh. Nhưng sức mạnh của anh hiện giờ còn mạnh hơn nó, nên anh chỉ ấn một cái là cả người đã xuyên qua cánh cửa rồi biến mất ngay. Chương 990, nơi luyện ma, đệ nhất thần hầu. Ngô Bình vào trong rồi, đệ nhất đức nhân mới thở phào một hơi rồi nói, anh Tư. Người đàn ông trung niên đang vùi đầu đọc sách đứng dậy rồi nhìn vào cánh cửa, sau đó lạnh giọng nói, ông nội bị nhốt trong đó nhiều năm, chắc tu vi phải đến cảnh giới anh biến rồi. Ngô Bình này có nhiều điều bí ẩn lắm. Nếu ông mình có thể hỏi được thì gia tộc ta sẽ lời to. Đệ nhất đức nhân, anh Tư, ông bị nhốt lâu vậy rồi, không biết bao giờ mới có thể ra ngoài được. Người đàn ông, nhanh thôi, chờ ông vượt qua được lôi kiếp thì cánh cửa này sẽ không nhốt được ông nữa. Đệ nhất đức nhân, Ngô Bình bay đến đây đấy, chứng tỏ thực lực của cậu ta mạnh lắm. Người đàn ông, yên tâm, dù cậu ta có mạnh đến mấy thì cũng không địch lại được chân quân đâu. Đệ nhất đức nhân nghĩ thấy cũng đúng nên gật đầu. Không lo lắng gì nữa. Về phần Ngô Bình, sau khi xuyên qua cánh cửa, anh đã tiến vào một không gian tối om, bên trong chỉ có một màu đen kịt, xung quanh thì trống trải. Đột nhiên phía trước có một cái đèn lồng sáng lên, có một lão quản gia mặc đồ từ thời dân quốc vừa ho vừa đi về phía Ngô Bình. Trông ông lão già lắm rồi, phải trên 90 tuổi là ít. Ông lão bị gù lưng, cố mãi mới ngẩng được đầu lên rồi nói, cuối cùng cũng có thêm người mới rồi, đi theo tôi. Ngô Bình đứng yên hỏi, ông là ai? Ông lão, tôi là quản gia của gia tộc đệ nhất, cậu cứ gọi tôi là ông Khương. Lão gia nhà tôi đang chờ ở phía trước, mau đi thôi.
Ngô Bình đi theo sau ông Khánh rồi hỏi, lão gia nhà ông là ai? Ông Khánh, lão gia nhà tôi là đệ nhất thần hầu. Ngô Bình, ông nội của đệ nhất Đức Nhân à? Đức Nhân, ha ha, đúng, cậu bị nó lừa vào đây à? Ngô Bình, sao, ông ta lừa tôi vào đây ư? Ông lão, đúng, vì vào đây rồi thì đừng mong ra ngoài được nữa, không ai có thể mở được cánh cửa ấy. Ngô Bình thờ ơ nói, tại sao đệ nhất Đức Nhân lại lừa tôi vào đây? Ông Khánh, cậu có rất nhiều bí mật, nhưng vào đây rồi thì sẽ phải ngoan ngoãn khai ra hết. Ngô Bình cười lạnh không nói gì nữa, anh phát hiện họ đang đi trên một con đường núi, hai bên có rất nhiều các ngọn núi chọc lóc và các tảng đá với hình thù quái lạ. Sau một đoạn đường, họ đã đi vào một hang động không to lắm, bên trong có các vách ngăn nhỏ. Hiện giờ, có một người đàn ông trung niên với khí tức rất mạnh đang ngồi bên trong, đó là một chân quân cảnh giới thần biến. Người đàn ông đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn lồng, Ngô Bình đi vào thì ông ta bỏ sách xuống rồi nói cậu lại đây. Ngô Bình đi đến trước mặt ông ấy rồi ngồi xuống luôn. Người đàn ông quan sát Ngô Bình rồi nói, mấy đứa cháu trai của tôi đều nói cậu có rất nhiều bí mật, hơn nữa còn có địa vị cao, cậu là Long chủ của Thiên Long à? Ngô Bình, là ông bảo đệ nhất Đức Nhân lừa tôi vào đây hả? Người đàn ông, gia tộc đệ nhất chúng tôi từng có một quá khứ huy hoàng. Vậy mà cậu dám bắt cháu tôi theo hầu cho cậu, cũng to gan đấy. Ngô Bình, được làm thuộc hạ cho tôi là vinh dự của gia tộc nhà ông đấy. Người đàn ông nổi giận, láo lếu. Ông ta vung tay lên, một trường ấn đánh về phía má trái của Ngô Bình. Xong, trường ấn ấy chợt biến mất, sau đó bật ngược về phía mặt của người đàn ông. Giác, người đàn ông này chính là đệ nhất thần hầu một vị chân quân. Nhưng với Ngô Bình mà nói thì ông ta vẫn còn quá yếu. Bị tát một phát cũng đáng đời. Đệ nhất thần hầu bị tát cho ngã ngửa, sau đó lăn vài vòng rồi sợ hãi nhìn Ngô Bình. Cậu là võ quân, ông ta hét lên với giọng đầy hận ý. Ngô Bình nói, đệ nhất Đức Nhân nói với ông tôi là võ quân à. Đệ nhất thần hầu thở dài một hơi rồi chắp tay nói, tôi xin được bái võ quân một lạy. Ngô Bình, ông là ông nội của đệ nhất Đức Nhân đúng không? Xem ra ông cũng bị nhốt ở đây lâu rồi. Đệ nhất thần hầu thờ dài thườn thượt nói, đúng, hơn chục năm trước, tôi cố hết sức để vào đây. Ở đây thật sự có thứ mà tôi muốn, nhưng khi muốn ra ngoài thì lại không thể nữa. Ngô Bình, vậy thì đây không phải tiên phủ rồi. Đệ nhất thần hầu gật đầu, đúng, đây là nơi luyện ma. Vào thời thượng cổ, nếu các tu sĩ xuất hiện ma tâm thì sẽ vào đây rồi một mình chống chọi lại với nó. Ngô Bình, ra là nơi luyện ma, hay phết đấy, đại kiếp ma tâm của tôi cũng sắp đến rồi. Anh đã mở thần khiếu thứ 7, về lý thuyết thì sau khi mở thần khiếu này, anh sẽ trải qua đại kiếp ma tâm, nhưng tốc độ tu hành của anh quá nhanh nên đã mở đến tận thần khiếu thứ 9 rồi, thành ra đại kiếp ma tâm vẫn chưa đến được. Đệ nhất thần hầu vội nói, đây đúng là một nơi lý tưởng để luyện ma. Ngô Bình, có mỗi hai người ở đây thôi à? Đệ nhất thần hầu, còn hơn chục người nữa, họ đều vào để làm việc vặt cho tôi, giờ đang đào hang. Ngô Bình, ông bắt họ đào hang để tìm lối ra à? Đệ nhất thần hầu cười ngượng, vì tôi không nghĩ ra được cách nào khác nữa nên đành dùng tới cách đó. Nhưng bao năm trôi qua rồi mà không có tiến triển gì cả. Dù tôi có đào bao nhiêu con đường thì cũng không thể rời khỏi đây. Ngô Bình, vô dụng thôi, đây là một không gian độc lập, ông sẽ không bao giờ đào được đường ra. Đệ nhất thần hầu thở dài vì nghĩ mình sẽ không bao giờ rời khỏi được nơi quái quỷ này. Ngô Bình hỏi. Không gian này lớn cỡ nào? Ông đã tìm hiểu chưa? Đệ nhất thần hầu, ban đầu, tôi đã đi khắp nơi, nhưng vẫn chưa đến được điểm cuối. Ngô Bình, nơi này rộng thế thì sao có mỗi nhóm các ông được? Đệ nhất thần hầu biến sắc mặt nói, võ quân nói đúng, có vài lần tôi đã nhìn thấy mấy bóng đen, tốc độ của họ rất nhanh nên tôi không đuổi kịp. Ngô Bình, ông không đuổi kịp hay không dám đuổi? Đệ nhất thần hầu lúng túng nói, cả hai. Ngô Bình nhìn ra bên ngoài. Sau đó anh nhìn thấy có một cái bóng màu xám ở sau tảng đá trên một con đường đá dài cách đây vài trăm mét, đôi mắt đỏ lòe của nó đang nhìn chằm chằm về phía này. Thấy Ngô Bình nhìn mình, cái bóng lập tức biến mất. Ngô Bình nói, nếu ông không thành thật, tôi sẽ đánh đến khi ông nói thật thì thôi. Đệ nhất thần hầu sợ hãi rồi nói, tôi sẽ nói thật. Ngô Bình cười lạnh, lúc tôi đến đây đã thấy có rất nhiều xương khô của người, ông giải thích thế nào về chuyện này? Đệ nhất thần hầu ngẩn ra, ông ta không ngờ Ngô Bình lại chú ý đến điều này. Vì bên ngoài tối đen như mực, không
không hề có tia sáng, đến chân quân như ông ta còn không nhìn rõ. Hơn nữa, nơi này có thể áp chế được thần niệm. Đệ nhất thần hầu thở dài nói, được rồi, để tôi kể. Sau khi đến đây một thời gian, tôi phát hiện có vài người khắc chế tâm ma thất bại, họ vốn là người nhưng giờ đã hóa thành nửa người nửa ma. Chúng đáng sợ lắm, lực chiến đấu thì mạnh hơn tôi. Để giữ mạng cho mình, cứ một tháng tôi lại bảo các cháu trai đưa 30 bé trai và bé gái vào đây để làm mồi cho chúng ăn. Nhiều năm qua, chúng tôi đã ngầm thỏa thuận với nhau như vậy, chúng sẽ ăn trẻ con, chứ không ăn tôi. Ngô Bình lườm ông ta, vậy là chục năm qua, ông đã hại không biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội rồi. Chương 991, Ma Nhân. Đệ nhất thần hầu cúi đầu nói, tôi cũng là bất đắc dĩ, nếu không để chúng ăn no thì chúng sẽ ăn tôi. Ngô Bình, những đứa trẻ ấy ở đâu? Đệ nhất thần hầu, chúng tôi mua. Mấy năm đầu, có nhiều gia đình sinh nhiều con nhưng không nuôi được nên muốn bán. Khi ấy, mua một đứa trẻ chỉ mất vài trăm thôi. Nhưng vài năm trở lại đây thì đắt hơn, mỗi đứa phải vài trăm nghìn. Ngô Bình lạnh giọng nói, còn đứa bé nào ở đây không? Đệ nhất thần hầu, tháng này còn 11 đứa, đang bị nhốt ở hang động phía sau, tôi bảo ông Khánh trông chừng. Ngô Bình đấm một cú vào ngực đệ nhất thần hầu làm ông ta bay ra xa, sau đó đập mạnh lên vách đá rồi hộc ra một ngụm máu. Anh xách cổ ông ta lên rồi ném ra ngoài hang. Ông ta ngã xuống đất, mùi máu tanh đã dẫn dụ hai bóng xám tới gần, đôi mắt đỏ lòe của chúng nhìn chằm chằm vào đệ nhất thần hầu đang bị thương. Đừng, xin chân quân tha mạng, cứu tôi với, ông ta gào lên. Xong, một cái bóng xám đã nhào tới rồi ngoạm phần đầu của đệ nhất thần hầu, tiếng nhai xương ngao ngáu. Không lâu sau, đệ nhất thần hầu không còn kêu nữa. Ông Khánh quỳ xuống, xin tha cho tôi, là lão gia bắt tôi làm chuyện xấu. Ngô Bình tát vào mặt ông ta, đầu ông Khánh ngoẹo sang một bên rồi chết tại chỗ, Ngô Bình ném thi thể của ông ta cho một cái bóng xám gần đó, nó lập tức lao lên ăn ngay. Ngô Bình quan sát từ xa, chờ chúng ăn hai thi thể kia xong rồi mới tiến lại gần chúng. Bóng xám đã ăn uống no say nên đứng yên nhìn Ngô Bình, anh vẫn tiếp tục bước gần tới chúng. Hai bóng xám này có hình người, cao trên 1m7, làn da phủ đầu vảy màu đen, móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt đỏ lòe, con người như mắt thằn lằn, răng thì sắc bén, mũi không có lớp da bao phủ mà chỉ có xương đen xì. Ngô Bình nhìn hai con quái vật rồi lạnh giọng nói, trông xấu chết đi được. Con quái vật ở phía bên trái hét lên rồi tấn công Ngô Bình với tốc độ nhanh như điện. Ngô Bình thi triển thiên nguyên chỉ, một chỉ lực xuyên thủng mi tâm của con quái vật, toàn thân nó cứng đờ rồi ngã mạnh xuống đất. Con quái vật còn lại rít lên rồi quay đầu bỏ chạy, Ngô Bình đuổi theo với tốc độ còn nhanh hơn nó, anh bóp cổ nó rồi dùng sức bóp mạnh. Giết hai con quái vật xong, Ngô Bình nhíu mày, anh cảm thấy quái vật hình người ở đây có thực lực không kém gì tu sĩ bán thần của nước Mễ. Không biết có bao nhiêu con quái vật ở cái nơi này nữa. Ngô Bình phủi tay rồi đi về phía một hang động gần đó, bên ngoài có một tảng đá lớn. Anh xê tảng đá sang một bên thì nhìn thấy có 11 đứa trẻ đang ngồi co ro bên trong, cả trai cả gái đều khoảng từ 3 đến 5 tuổi. Ngô Bình đi vào châm nến lên rồi nói, các cháu đừng sợ, chú là người tốt đến cứu các cháu. Nói rồi, anh lấy đồ ăn vặt và nước trong nhẫn chữ đồ ra rồi đưa cho bọn trẻ. Bọn trẻ đến đây đã hơn nửa tháng rồi, mỗi ngày đều có một đứa bị ông lão trông rất đáng sợ bắt đi nên chúng luôn sống trong lo lắng, thấp thỏm. Hôm nay chợt nhìn thấy một chú hiền lành, bọn trẻ như nhìn thấy thiên sứ, cảm giác sợ hãi cũng tan biến. Chờ bọn trẻ ăn no xong, Ngô Bình mới nói, chú đưa các cháu đến một nơi an toàn nhé, đừng sợ. Lũ trẻ gật đầu, vì thế Ngô Bình đã đưa tất cả vào trong một căn nhà đơn giản ở không gian Hắc Thiên. Vừa làm xong thì anh nghe thấy có tiếng quái vật ở bên ngoài, anh cười lạnh một tiếng rồi đi ra. Quả nhiên, lại có 3 con quái vật xuất hiện, đôi mắt đỏ lử của chúng đang lườm Ngô Bình. Anh lạnh giọng nói, chúng mày không phải đối thủ của tao đâu, gọi đại ca bọn mày đến đây. Dứt lời, anh thi triển sát long ấn, một ấn quang xuất hiện rồi che phủ trên đỉnh đầu đám quái vật. Một con ngẩn ra, ngay sau đó toàn thân đã nổ tung. Hai con khác thấy thế thì sợ hãi rồi quay đầu bỏ chạy. Ngô Bình không đuổi theo, vì anh biết đại ca của chúng nó sẽ quay lại báo thù nhanh thôi. Ngô Bình đi vào hang động rồi ngồi xếp bằng xuống, có lẽ sẽ có một trận ác chiến nên anh quyết định sẽ luyện thành thiên tinh sát quyền luôn. Thiên tinh sát quyền mượn sức mạnh của sao trời để tao ra uy lực, công pháp này có 5 thức là tinh huy, tinh kích, tinh tịch, tinh lạc và tinh nguyên. Trước kia,
thực lực của Ngô Bình có hạn nên chỉ luyện được đến tinh kích, nhưng giờ anh có thể luyện ba thức còn lại rồi. Sau khi có linh lạc và thần lạc, thể chất và tinh thần của Ngô Bình đã mạnh hơn nhiều, loáng cái anh đã luyện xong ba thức cuối, sau đó dùng chúng để nghiên cứu pháp thuật và tất sát kỹ. Truyền thừa của Tiên Điện Thiên Võ đã giúp anh mở mang rất nhiều, vì thế anh có thể tìm thấy đầu mối nhanh chóng và sáng tạo ra một môn sát thuật có tên là Thiên Tinh Sát. Sau khi luyện thành Thiên Tinh Sát, Ngô Bình đang định tập thử thêm vài lần thì lại có tiếng động ở bên ngoài hang, một giọng nói như tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên, người ở bên trong mau ra đây chịu chết. Ngô Bình nghe thấy giọng nói đó giống tiếng ở triều đường, anh đã gặp nhiều người thượng cổ nên cũng có chút hiểu biết về chất giọng của các triều đại. Anh đi ra ngoài thì nhìn thấy có một con quái vật hình người đang đứng ở đó, nó mặc quần áo, nhưng bộ quần áo rách nát lắm rồi. Người này có vóc dáng cao lớn, nhưng không có tóc và cổ, mắt thì màu vàng. Mày là đại ca của chúng nó à? Ngô Bình hỏi. Quái vật lạnh giọng đáp, dám giết người của tao, to gan đấy. Ngô Bình, chúng nó có còn là người nữa đâu, giặt một lũ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quái vật, quỳ xuống thì tao sẽ tha mạng cho mày. Ngô Bình cười lạnh, mày đủ trình làm được điều ấy chưa? Con quái vật điên lên rồi vung tay, một tia sắc lạnh tấn công Ngô Bình. Ngô Bình bất ngờ vì đó là kiếm quang. Anh nhanh chóng lấy kiếm vô tương ra nghênh chiến. Một âm thanh va chạm vang lên, kiếm quang kia nhạt màu rồi rơi xuống đất. Con quái vật giật mình, sau đó Ngô Bình đã áp sát nó rồi thi triển Thiên Tinh Sát. Nó không hề thấy Ngô Bình đã ra tay thế nào, chỉ biết người mình bị trúng một chưởng xong thì cháy xém hết cả. Nó kêu lên đau đớn rồi lại tung đường kiếm về phía Ngô Bình. Ngô Bình chém kiếm vô tương ra, thanh bảo kiếm của con quái vật đứt đôi, còn kiếm vô tương đã kề trên cổ nó. Con quái vật giơ hai tay lên, mày không được giết tao. Ngô Bình, tại sao? Quái vật, tao là thuộc hạ của ma quân, mày mà giết tao, ma quân sẽ không tha cho mày đâu. Ngô Bình híp mắt lại, trên mày vẫn còn ma quân ư. Rốt cuộc ở đây có bao nhiêu con quái vật? Quái vật, ít nhất là 300.000 nhân ma. Ngô Bình, 300.000, sao lại nhiều thế? Quái vật, lẽ ra sau khi con người biến thành nhân ma thì sẽ chết ở đây, vì nơi này không có tài nguyên tu hành, không có linh khí nên không thể tiến bộ được. Nhưng 1.000 năm trước, có một người tẩu hỏa nhập ma đã dùng tài nguyên mà mình mang theo rồi đột phá thành công và trở thành ma quân. Hơn nữa, nhờ ma quân hỗ trợ mà các nhân ma đều đột phá tiếp được. Ma quân đã bồi dưỡng ra 4 ma tướng và 50.000 ma binh. Chương 992, Thiền Âm Luyện Ma. Từ đó trở đi, các ma nhân đã sinh sôi nảy nở, số lượng ngày một nhiều hơn, đến nay đã có hơn 300.000 con. Ngô Bình nghe xong thì biết nơi này đã biến thành ma vực nên vô cùng nguy hiểm. Anh hỏi, ma quân ấy có thực lực thế nào? Đã dến tiên quân chưa? Quái vật, thực lực của ma quân ít cũng phải là tiên quân cảnh giới âm dương rồi. Tiên quân, Ngô Bình trầm mặc rồi nhìn xung quanh thì phát hiện còn có 13 nhân ma ở quanh đây. Vì thế, anh lập tức bay vút lên cao rồi phát đại phản thiên âm. Tu vi của các nhân ma này còn kém xa anh nên nghe thấy một cái là buông vũ khí rồi đầu hàng anh ngay. Ban đầu, bọn chúng đau đớn vật vã rồi hét gào, nhưng không lâu sau đã bình tĩnh lại rồi ngồi xếp bằng xuống, sau đó vảy trên người chúng cũng rụng xuống, làn da mới hiện ra, đôi mắt cũng trở lại màu sắc bình thường ban đầu. Chục phút sau, tất cả ma niệm trong người họ đã được Ngô Bình xóa bỏ, thần trí của họ đã tỉnh táo lại như ban đầu. Ngô Bình ngừng niệm đại phản thiền âm rồi nói, trước đó, các người đã rơi vào ma đạo, tôi đã đánh thức bản tâm của mọi người. Bây giờ, các người có muốn rời đi với tôi không? Ngô Bình không muốn ra tay với các ma quân kia, vì dẫu sao họ cũng là người bị nhốt ở đây. Mà ma quân có thực lực rất mạnh. Mọi người đều nói, chúng tôi đồng ý đi theo cậu. Ngô Bình gật đầu, được, đi theo tôi. Họ đi tới trước cánh cửa phát sáng, Ngô Bình tách hai tay ra rồi mở cánh cửa, để bọn họ lần lượt ra ngoài. Hai anh em đệ nhất đức nhân đang chờ kết quả bên ngoài, đột nhiên thấy Ngô Bình vẫn bình an đi ra, cả hai đều hết hồn. Ngô Bình tóm cổ hai anh em họ rồi ném vào trong cánh cửa, vậy là cả hai đã rơi vào nơi luyện ma. Xong xuôi, anh nói với 13 người kia, chắc mọi người đều đến từ các thời kỳ khác nhau. Bây giờ e khó thích nghi với cuộc sống hiện tại, thôi thì sau này cứ đi theo tôi. Vì thế, Ngô Bình sắp xếp cho họ về Vân Đỉnh trước, sau đó đưa đến Tổng Bộ Thiên Long, còn anh thì đến Thạch Thành để giao 11 đứa trẻ cho Chu Nhược Tuyết, để cô ấy tìm chỗ ở cho bọn trẻ.
Chu Nhược Tuyết thấy rất ngạc nhiên khi có nhiều trẻ nhỏ như vậy, cô ấy nha hát chóng đi xếp chỗ ăn ở cho bọn trẻ rồi dặn người trông nom. Sau đó, trên tỉnh sẽ tiếp nhận và quản lý bọn trẻ để chắc chắn chúng không bị bán đi tiếp. Xong việc về bọn trẻ, Ngô Bình trở về nhà. Khi sắp bay đến Vân Đỉnh, Ngô Bình đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Ngay sau đó đã có một luồng ma niệm xuất hiện trong đầu anh kinh ngạc rồi vội vàng đáp xuống. Vì không có thời gian để chọn chỗ nên anh đã đáp luôn xuống một công viên. Ở đây có một hòn non bộ, anh đi ra phía sau. Ma niệm ngày càng mạnh, anh biết đại kiếm tâm ma đã đến nên đã dùng bí pháp để trấn áp. Đại kiếp tâm ma quá mạnh, Ngô Bình gần như phải dùng hết toàn bộ sức mạnh để trấn áp nó. May là anh đã có thánh tâm và các bản lĩnh của Phật Pháp. Tuy tâm ma này rất mạnh, nhưng cũng không thể chiếm hết lý trí của anh được. Đương nhiên, muốn trấn áp được nó thì anh cần tốn rất nhiều sức lực. Song, hiện giờ anh đang dùng toàn lực để chống lại tâm ma nên cơ thể rất yếu, không còn khác người bình thường là bao. Ngay bây giờ, anh cần tìm một nơi yên tĩnh để bế quan tu luyện. Ngô Bình lấy điện thoại ra gọi cho Cương Tử, bảo cậu ấy đánh xe đến đón. Dẫu sao huyện Minh Dương cũng gần đây, đi khoảng một tiếng là đến nơi. Nhưng anh vừa lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Cương Tử thì Tôn Phi gọi tới. Lúc này, lẽ ra Ngô Bình phải nhanh chóng đến nơi an toàn, nhưng anh lại thoáng do dự rồi nghe máy. Ngô Bình, dạo này cậu có nhà không? Tô Phi hỏi. Ngô Bình, Tô Phi, mình đang ở Vân Đỉnh. Tô Phi cười nói, tốt quá rồi, cậu có thể bớt chút thời gian giúp mình một việc được không? Ngô Bình, gì mà khách sáo thế, có gì thì cậu nói đi. Tô Phi, lần trước, cậu đóng giả làm bạn trai mình đã giúp mình giải quyết được một rắc rối. Nhưng dạo này mẹ mình bắt đầu nghi rồi, cho nên muốn mời cậu tới nhà mình ăn cơm. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, ừ, lát mình sẽ tới. Tô Phi, cậu đang ở đâu, mình sẽ lái xe đi đón. Ngô Bình nói cho cô ấy biết địa chỉ của công viên rồi chờ. Ngô Bình bước ra khỏi hòn non bộ rồi đi ra ngoài cổng chờ. Lúc này, bước chân anh loạng choạng như người say rượu. Khi đi ngang qua một góc đường, anh thấy có người đang chơi cờ ở đó. Có một ông già nhà quê ăn mặc rách rưới đang ngồi đấu trí tổng một ván cờ với một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên thi thoảng lại liếc ông già nhà quê với vẻ chắc thắng. Ngô Bình tò mò đứng lại xem, ông già nhà quê mắc bệnh tim, hiện giờ tâm trạng đang rất thấp thỏm. Nếu cứ để như vậy thì sớm muộn cũng phát bệnh. Anh nhìn thế cờ thấy ông già nhà quê sắp thua rồi nên cười nói, để cháu chơi nốt cho. Ông già ngẩn ra nói, cậu ư. Ngô Bình gật đầu, nếu thua thì cháu chịu, thắng thì ông được. Thấy Ngô Bình xuất hiện, chủ ván cờ không nói gì, vì lấy tiền của ai cũng như nhau. Luật chơi rất đơn giản, nếu thua thì phải trả cho người đàn ông kia 100, còn thắng thì lấy được 1.000. Ông già nghe xong thì thấy cung được. Ông ấy đã thua 1.300 rồi, giờ không còn nhiều tiền nữa. Hơn nữa, đây là tiền ông ấy mang đi mua thuốc, giờ thua hết rồi nên ông ấy cũng đang lo lắng. Ông ấy nói, thua hay thắng gì thì cũng chia đôi nhé. Thấy ông ấy vẫn nghĩ cho mình nên Ngô Bình cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với ông già. Anh cười nói, vâng. Anh hỏi người đàn ông, tôi chơi thay ông ấy được không? Chủ ván cờ, được, thua thì trả tôi 100, thắng thì tôi đưa cậu 1.000. Ngô Bình liếc nhìn bàn cờ, phía ông già sắp thua rồi, anh tính toán một chút thì thấy chỉ còn đúng một nước cờ có thể xoay chuyển tình thế thôi. Anh hỏi, nếu hòa thì sao? Chủ ván cờ, hòa. Hòa sao được, tôi chưa hòa bao giờ. Ngô Bình, thế tôi mới nói là nếu. Chủ ván cờ, nếu hòa thì tôi đưa cậu 500. Ngô Bình gật đầu, được. Anh cho pháo lên ăn xe của đối phương, chủ ván cờ bật cười rồi cũng ăn luôn quân pháo của anh. Chủ ván cờ đặt 10.000 cho ván này nên đã tính đâu ra đấy rồi, Ngô Bình đừng hòng thắng được. Ngô Bình chơi cờ rất nhanh, sau khoảng 10 nước đi, anh đã hóa giải thế nguy hiểm. Lúc này, hai bên chỉ còn hại hai binh, hai sĩ, một mã và một pháo, nhưng bên kia vẫn còn một quân xe. Chủ ván cờ bắt đầu căng thẳng nên đi nước nào cũng tính thật kỹ. Vì đột nhiên tình thế bị xoay chuyển thế này khiến ông ta chưa thích ứng được. Sau 50 nước đi. Ngô Bình dùng một mã và một pháo ăn luôn một xe, một mã và một pháo của bên kia. Hai bên chỉ còn lại quân tốt nên thành hòa. Chủ ván cờ, hòa rồi. Ông ta vui vẻ lấy 500 ra đưa cho Ngô Bình rồi hỏi, cậu chơi tiếp không? Chương 993, người chuyển kiếp. Ngô Bình đưa 500 tệ cho ông cụ, ông ta cũng cười ha ha thối lại 250 tệ cho anh.
Ngô Bình xua tay nói, ông ơi, ông cứ cầm tiền đi, lát nữa chúng ta chia sau. Ông cụ cũng không từ chối nói, nhóc con, cậu cẩn thận chút, tài đánh cờ của ông ta rất lợi hại. Ngô Bình cười nói, cháu cũng cực kỳ lợi hại đó. Ván cờ mới bắt đầu, ban đầu Ngô Bình đã có thể khống chế cả thế trận nên chẳng mấy chốc anh đã chiếm ưu thế. Đến nước đi thứ 15, anh đã hóa giải nguy cơ. Nước đi thứ 19 đã xông thẳng vào hang ổ của đối phương, chiếu tướng. Lại thắng 1.000 tệ, Ngô Bình đưa cho ông cụ rồi bảo, ông ơi, cháu không cần tiền đâu. Cháu thắng thêm 2 ván nữa là xong, nếu ông bận gì thì cứ đi trước đi. Ông cụ lấy lại được tiền thua, còn lời 200 tệ nên vô cùng vui vẻ, cảm xúc cũng không kích động như trước, cười nói cậu nhóc, cảm ơn cậu nhé. Ông ấy cũng không ngu, biết Ngô Bình đang giúp mình nên cảm ơn mấy câu rồi đến bệnh viện mua thuốc. Người đàn ông trung niên bày quán lại 7 ván nữa, cười hỏi tiếp không. Ngô Bình cười, thôi bỏ đi, ông cụ ban nãy có bệnh tim, nếu ông mà thắng tiếp thì ông ấy chắc chắn sẽ chết trước mặt ông cho xem. Làm người phải có lòng vị tha, đừng tham quá. Người đàn ông trung niên sửng sốt, liếc Ngô Bình một cái rồi bỗng cười nói, hóa ra, cậu là một vị cao nhân, bái phục. Trong lúc nói chuyện, Ngô Bình lơ đãng liếc ông ta một cái, phát hiện trong đầu người này có một người tí hon màu vàng đang khoanh chân ngồi. Đó là pháp thân mà người có tu vi cao mới có. Đầu óc khẽ chuyển, người này thế mà lại là người chuyển kiếp. Anh lập tức đứng dậy nói, ông chủ, tôi còn có việc, đi trước nhé. Sau khi Ngô Bình rời đi, bên cạnh người đàn ông trung niên kia chợt xuất hiện một cô gái hơn 20 tuổi. Cô ta mở miệng nói, ông nội, cháu cảm thấy anh ta không đơn giản tí nào. Cô gái có gương mặt bình thường nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng. Lúc này, cô ta đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ngô Bình. Người đàn ông trung niên hỏi, ồ, con phát hiện gì à? Cô gái đáp, hình như khí thế của người này bị cố tình áp chế. Nếu cháu không nhìn nhầm thì một là anh ta đang trải qua đại thoái bệnh, hai là đang trải qua đại nạn tâm ma. Người đàn ông trung niên nói, ừ, nếu thế thì tên đó đã mở được 7 thần khiếu. Đúng là một thiên tài. Vậy thì, cậu ta cũng biết ông là ai, không thể để cậu ta sống được, mau đuổi theo đi. Cô gái gật đầu, lập tức đuổi theo Ngô Bình. Lúc Ngô Bình rời đi thì đã biết sẽ có rắc rối rồi. Nếu người nọ mà cẩn thận thì 8-9 phần sẽ gây khó dễ cho anh. Thế nên, anh bước nhanh hơn đi về phía cổng công viên. Xe của Tô Phi đậu ở đó và đang đứng trước xe vẫy tay với anh. Anh trực tiếp mở cửa xe ra, nhỏ giọng nói, mau lái xe đi. Tô Phi sửng sốt nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức khởi động xe phóng đi. Cô gái kia nhìn thoáng qua, nhớ biển số xe rồi không có đuổi theo tiếp. Sau đó, cô ta quay trở lại công viên nói, ông nội, cháu đã bảo người điều tra phương hướng của chiếc xe kia rồi, có gì lại hành động sau. Người đàn ông trung niên gật đầu, ừ, cẩn thận chút. Ngô Bình vừa lên xe đã mở điện thoại lên, trong đó có định vị của Long Vệ. May mà, Long Vệ đang nhanh chóng chạy về phía anh. Bấy giờ, anh mới khẽ thở phào một hơi rồi nói chuyện với Tô Phi, đến nhà cậu hả? Tô Phi gật đầu, ừ. Ban nãy có chuyện gì thế Ngô Bình? Ngô Bình cười đáp, không có gì, có chút mối làm ăn cần giải quyết thôi. Tô Phi cũng không hỏi nhiều, nói, bố và anh trai, chị dâu mình đều ở nhà. Cậu đừng lo lắng, chỉ là ăn bữa cơm thôi. Ngô Bình cười hỏi, họ đây là định kiểm tra giúp cậu hả? Tô Phi cười, đúng rồi đó. Thế nên, cậu phải biểu hiện cho tốt đấy. Ngô Bình cười khổ, đóng giả làm bạn trai chính là một công việc khó nhọc mà. Lái xe đến một chỗ trước đã, chúng ta đi lấy chút quà. Tô Phi sửng sốt, quà. Không cần đâu, tớ mua là được rồi. Ngô Bình lại bảo, mình đã bảo người mua rồi, cậu đừng quên chuyển khoản cho mình là được. Tô Phi cười nói, vậy cảm ơn nhé. Xe chạy đến một khách sạn, vài thành viên Hắc Thiên Giáo đã sớm chuẩn bị xong quà tặng. Xe vừa đến, họ đã bỏ vô số hộp quà lớn nhỏ lên xe. Cốp sau của Tô Phi đều bị nhét đầy. Đành phải để một ít trên ghế sau. Tô Phi trợn trắng mắt, cậu không biết tiết kiệm chút hộ mình à? Ngô Bình nói, trông nhiều nhưng thực ra cũng không bao nhiêu, chỉ mấy nghìn tệ thôi. Tô Phi mới không tin vì chỉ riêng hai bình rượu Mao Đài kia thôi đã hết mười mấy nghìn tệ rồi. 10 phút sau, xe đã chạy vào khu chung cư của Tô Phi. Sau khi Tô Phi tìm việc mới, tiền lương đã cao hơn rất nhiều nên lại mua một căn nhà có 4 phòng ngủ ở gần chỗ đi làm. Lúc mua thì chỉ mất 150.000 tệ. Sau này,
vì lý do xây dựng khu đô thị mới nên giờ đã tăng lên 450.000 tệ. Xe chạy vào chung cư, Ngô Bình xách theo vài món trước rồi lên lầu với Tô Phi. Sau khi đến nhà Tô Phi, mẹ cô ấy mở cửa tiếp đón, cười tươi nói, Ngô Bình, cháu đến rồi, mau vào nhà đi. Ngô Bình cũng cười chào hỏi, cháu chào cô, trước đây luôn muốn đến thăm cô nhưng bận quá, hôm nay mới có thời gian. Mẹ Tô Phi kéo Ngô Bình vào phòng khách, bên trong thế mà lại có 8 người đang ngồi. Xem ra, không chỉ là anh chị dâu Tô Phi mà còn có những người khác nữa. Tô Phi giới thiệu với Ngô Bình, đây là anh trai và chị dâu mình. Anh trai Tô Phi khoảng 30 tuổi, hơi mập, có chút hói trông khá giống mấy ông quan liêu, chắc là một lãnh đạo nhỏ trong nhà nước. Anh ta gật đầu cười nói, Ngô Bình, vẫn nghe Tô Phi nhắc đến cậu, cuối cùng hôm nay cũng gặp được. Ngô Bình vội chào hỏi, chào anh chị. Chị dâu khoảng 27-28 tuổi, vẻ ngoài có thể cho 8 điểm, rất biết cách ăn diện, quần áo cũng mới tinh. Có điều, trông rất kiêu ngạo, chắc là nhà mẹ đẻ có điều kiện, ít nhất là có điều kiện hơn nhà họ Tô. Cô ta cũng không đứng dậy, liếc Ngô Bình một cái, khẽ ừ một tiếng. Mấy người khác lần lượt là cậu, mợ, chú, thím, anh họ, bố và bà nội Tô Phi. Đám người đó hẳn là đến để kiểm tra dùm cho Tô Phi. Ngô Bình cũng không lo lắng, chào hỏi từng người một. Cuối cùng, anh mới ngồi xuống một góc. Anh trai Tô Phi cười hỏi, Ngô Bình, tôi nghe Tiểu Phi nói hoàn cảnh nhà cậu khá tốt. Lần đầu tiên gặp mặt, Ngô Bình đã bày ra đầy đủ năng lực tài chính của bản thân. Anh ta cũng có tìm hiểu chuyện đó từ trong miệng Tô Phi, nhưng cô ấy không có nói kỹ càng, càng không nói Ngô Bình có tài sản bạc tỷ, chỉ nói là hoàn cảnh khá giả mà thôi. Ngô Bình cười đáp, cũng tạm, bố mẹ em kinh doanh cũng ổn. Chị dâu Tô Phi ngước mắt nói, giờ kinh doanh 10 năm cũng không bằng một lần phá dỡ công trình. Bố tôi buôn bán 20 năm, lợi nhuận mỗi năm chỉ khoảng 3 triệu tệ. Nhưng vụ phá dỡ công trình vào tháng trước, phá hủy hơn 100 căn nhà. Mỗi căn lời 5 triệu tệ, tính ra nhận được khoảng 500 triệu. Ngô Bình nghe vậy lập tức hiểu được lòng kiêu ngạo của cô ta đến từ đâu. Hóa ra là làm nghề phá dỡ công trình. Anh cười nói, đúng vậy, phá dỡ công trình có thể khiến cho con người phất nhanh trong một đêm. Tiếc là, nhà em không có may mắn ấy. Chị dâu Tô Phi lại nói, đây không chỉ là may mắn mà còn là thực lực nữa. Cô ta nói xong bèn liếc nhìn đồng hồ rồi bảo, Tiểu Phi này, em họ chị sẽ đến đó, lát nữa hai đứa nói chuyện nhé. Cô ta vừa dứt lời, Tô Phi đã giật mình hỏi, chị dâu, em họ chị tới làm gì? Chẳng phải đã nói rằng hôm nay mọi người sẽ gặp Ngô Bình nói chuyện sao? Anh trai Tô Phi nhàn nhạt mở miệng, Tiểu Phi à, em họ chị dâu em rất giỏi. Hơn nữa, công việc phá dỡ của nhà cậu ta còn làm ăn khấm khá hơn chị dâu em nhiều, phải hơn 300 căn đó. Chương 994, sự sắp xếp của nhà họ Tô. Tô Phi giận đến tái mặt, lạnh lùng nói, em không gặp. Sau đó cô kéo Ngô Bình, nói, Ngô Bình, chúng ta đi thôi. Anh cả đứng bật dậy, giận dữ nói, em đứng lại đó. Tô Phi quay lại nhìn anh cả, nói, anh cả, hôm nay là ngày đầu tiên Ngô Bình chính thức đến nhà chúng ta, sao mọi người có thể như thế? Anh cả nói, Tiểu Phi, em không còn nhỏ nữa, không nên nhìn nhận vấn đề theo cách quá trẻ con. Mặc dù Ngô Bình rất ưu tú nhưng vẫn có rất nhiều người ưu tú hơn cả cậu ta, em đừng vì cậu ta mà bỏ lỡ những người khác. Dù Ngô Bình chỉ là bạn trai giả nhưng nghe thấy mấy lời đó cũng cảm thấy rất khó chịu. Tô Phi nói, dù gì thì em cũng sẽ không gặp cái tên hầu vệ đông đó đâu. Bố của Tô Phi, một ông già về hưu từ đơn vị hành chính tằng hắng một tiếng rồi nói, Tiểu Phi à, thật ra gặp thử cũng tốt mà, quan hệ của bố và nhà họ Hầu không tệ, lúc nhỏ còn thường xuyên đến nhà họ Hầu chơi nữa đó. Mẹ của Tô Phi hơi ngơ ngác, nói, bố nó, sao ông không nói với tôi chuyện này? Bố Tô Phi nói, bà cảm thấy Tiểu Bình tốt, nếu tôi nói thì bà có đồng ý không? Theo tôi thấy, hôm nay cứ cạnh tranh công bằng đi, để Tiểu Hầu và Tiểu Bắc đều đứng trước mặt chúng ta cho mọi người cùng xem thử, đúng không nào? Cậu và chú Tô Phi đều thi nhau đồng ý. Ngô Bình cạn lời, người nhà họ Tô đang định trình diễn tiết mục xem mắt tập thể sao? Chị dâu Tô Phi mỉm cười, Tiểu Phi, phụ nữ nhất định phải chọn đúng đàn ông, đừng bắt chước chị. Gả cho một người bóng bẩy nhưng thực tế lại không có tiền, cũng không có năng lực, đến lúc đó em sẽ phải hối hận. Anh cả không cam tâm, nói, bà xã, đang yên đang lành sao em lại nói anh thế? Chị dâu Tô Phi hứ một tiếng, anh là cán bộ cấp phòng, thu nhập mỗi tháng chỉ có 10.000,
không đủ cho em mua mỹ phẩm nữa. Em có nói sai không? Tô Phi giận dữ tới đến muốn bỏ đi cho rồi nhưng Ngô Bình đã kéo cô ấy lại, cười nói Tiểu Phi, mình thấy vậy cũng rất tốt. Anh đã đồng ý giúp đối phương chuyện này rồi nên dù có nói thế nào, hôm nay anh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Tô Phi thấy Ngô Bình không giận thì chỉ đành thở dài, chấp nhận sự sắp xếp của người nhà. Trong lúc chờ đợi, anh đã đi vệ sinh, một long vệ bay lơ lửng ngoài cửa sổ, nói, long chủ, chúng tôi đều ở gần đây. Ngô Bình, có một người chuyển kiếp đang ở công viên, chắc là cao thủ của ẩn tộc. Trước đây hắn ta đã phái người theo dõi tôi, các cậu đi điều tra thử. Nếu bọn họ có ý đồ xấu với tôi thì cứ giết thẳng tay. Long vệ đáp, vâng. Trong công viên, người đàn ông trung niên vẫn đang đánh cờ cùng người khác, ông ta đã thắng được 3 ván. Bỗng nhiên, ông ta cảm thấy người xung quanh trở nên thưa thớt hẳn thì bất giác chau mày, đứng dậy nói, dọn hàng. Cô gái trẻ đó bước qua, giúp ông ta dọn hàng, sau đó hai người họ đi vào sâu trong công viên. Đến một nơi vắng vẻ, cô gái mới lạnh lùng nói, ra đây đi. 10 long vệ xuất hiện, vây lấy bọn họ. Cô gái nhìn thấy long vệ thì sắc mặt liền thay đổi, các người là ai? Một long vệ lạnh lùng nói, trước đây cô đã từng theo dõi long chủ. Cô gái giật mình, hắn là long chủ sao? Long vệ, xem ra cô đã thừa nhận rồi. Cô gái nói, tôi đã theo dõi hắn, nhưng tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn xác định hắn có phát hiện ra thân phận của chúng tôi không thôi. Long vệ, cô không thừa nhận cũng không sao, cùng chúng tôi đến Thiên Long một chuyến, tiếp nhận điều tra. Người đàn ông trung niên thở dài, hoa mắt rồi, không ngờ chúng ta lại chọc đến long vệ, có điều các cậu không nên đến. Ông ta vừa dứt lời thì 10 luồng thần niệm đáng sợ đâm mạnh về phía 10 long vệ như những cây kim thép. Đấy là đòn tấn công tinh thần sở trường của ông ta, có thể biến địa tiên thành tên ngốc chỉ trong tích tắc, chưa từng thất thủ. Nhưng lần này ông ta đã phải thất vọng, áo giáp long nha của long vệ có thể phòng ngự đòn tấn công tinh thần, vì vậy đòn tấn công của ông ta không có tác dụng. Các long vệ cảm thấy có một luồng sức mạnh đánh lên áo giáp thì biết ngay là đối phương đã ra tay, họ cười lạnh lùng một tiếng rồi lập tức tấn công. 10 luồng sáng sắc lạnh phóng về phía hai người đó. Long vệ khổ luyện mỗi ngày, cộng thêm sự chỉ dạy từ Ngô Bình và tác dụng của thuốc biến đổi gen nên bây giờ thực lực của họ không thua gì linh biến địa tiên. Nếu cộng thêm áo giáp nữa thì thậm chí họ còn có thể chiến đấu với cả chân quân. 10 long vệ tương đương với 10 cao thủ cấp chân quân. Áo giáp long nha lại có thể chống đỡ được rất nhiều loại tấn công nên người đàn ông trung niên không đánh liều, dưới chân ông ta đột nhiên xuất hiện một bóng đen, sau đó cơ thể ông ta thu nhỏ lại, chui vào trong bóng đen rồi biến mất tăm. Sau đó, cô gái đó cũng nhảy vào trong, thế là hai người họ biến mất. Long vệ rất nhanh nhưng vẫn chậm một bước, một người nói, không ngờ lại để họ chạy mất. Rất nhanh sau đó, Ngô Bình đã nhận được tin tức. Anh bảo long vệ không cần phải đuổi theo mà nhanh chóng về gần nhà họ Tô để đề phòng. Sau khi người đàn ông trung niên và cô gái bỏ chạy, họ đến một ngôi nhà cách đó hơn mấy cây số. Người đàn ông trung niên nói với vẻ mặt nặng nề, không ngờ cậu ta lại là long chủ, chuyện không hay rồi. Cô gái, sao ông nội lại nói thế? Người đàn ông trung niên thở dài, nói, còn nhớ câu thơ năm xưa Phục Long tiên sinh tặng ông không? Cô gái suy nghĩ rồi nói, cháu nhớ hình như câu thứ 3 và câu thứ 4 là gặp ma thì may, gặp rồng thì chết. Người đàn ông trung niên, cậu ta là long chủ, vậy chẳng phải là rồng trong câu thơ đó sao? Phục Long tiên sinh nói, nếu ông muốn gặp dữ hóa lành thì nhất định phải giết con rồng này. Cô gái ngơ ra, ông nội, chưa chắc Phục Long tiên sinh bói chúng đâu. Người đàn ông trung niên hạ giọng nói, cẩn thận vẫn hơn. Người này nhất định phải chết. Nhanh chóng điều tra tung tích của cậu ta, ông phải ra tay thật nhanh. Cô gái đành nói, vâng, cháu sẽ đi điều tra ngay. Nhà họ Tô, Tô Phi gọi Ngô Bình đến phòng cô ấy rồi nói với vẻ mặt đầy ngượng ngùng và bối rối, Ngô Bình, xin lỗi, mình không ngờ họ lại quá đáng như thế. Ngô Bình mỉm cười, nói, không sao, họ chỉ muốn cậu gả cho người tốt hơn chút mà thôi, phần lớn các gia đình đều như vậy cả. Tô Phi hứ một tiếng, gì mà muốn tốt cho mình. Nhà họ Hầu là bạn làm ăn với nhà chị dâu mình, nhờ có nhà họ Hầu mà nhà chị dâu mình mới di rời được nhiều căn hộ như vậy. Còn nữa, mẹ của Hầu Vệ Đông là dì nhỏ của chị dâu mình. Ngô Bình, thì ra là bà con. Tô Phi, còn cậu và chú của mình nữa, họ đều mua lại căn hộ phá rỡ của hai nhà nên đương nhiên cũng sẽ nói giúp cho họ. Ngô Bình, cậu không cần phải giận, mình vốn dĩ cũng chỉ là giả mạo mà thôi, không cần phải xem như thật thế đâu.
Câu nói đó làm Tô Phi nhói lòng, cô ấy nhìn Ngô Bình, như đang muốn nói cậu không có chút suy nghĩ gì khác sao. Hai người ngồi nói chuyện phiếm trong phòng hết gần nửa tiếng đồng hồ thì bên ngoài bắt đầu rộn ràng, có vẻ đã có người đến. Tô Phi thở dài, nói, hầu vệ Đông đã đến rồi. Cô ấy đẩy cửa ra thì nhìn thấy một thanh niên tầm 25, 26 tuổi đang hàn huyên cùng mọi người trong phòng khách thật. Chị dâu kiêu ngạo của Tô Phi không ngờ lại đứng dậy ra đón tiếp, cô ta mỉm cười, vệ Đông, em càng lúc càng ra dáng đàn ông rồi đấy. Hầu vệ Đông mỉm cười, nói chị cũng càng ngày càng đẹp ra. Dẻo miệng quá đi, mau ngồi xuống nào. Mọi người cũng rất nhiệt tình, để hầu vệ Đông ngồi ở vị trí rất nổi bật chứ không phải góc ngồi mà Ngô Bình đã ngồi trước đó. Hầu vệ Đông ngồi xuống xong thì nhìn quanh, cười hỏi, nghe nói bạn trai của Tô Phi cũng có mặt hả? Tô Phi cố tình ôm lấy cánh tay Ngô Bình, hai người cùng nhau bước qua, cô ấy nói, hầu vệ Đông, giới thiệu với anh, đây là bạn trai tôi Ngô Bình. Hầu vệ Đông thấy hai người họ thân thiết như vậy thì ánh mắt thoáng vẻ ghen tị và tức giận, ánh mắt hắn nhìn Ngô Bình liền tràn đầy vẻ thù địch. Chương 995, anh có thể đền tiền rồi. Từ tháng trước, khi hầu vệ Đông gặp Tô Phi thì đã điên đảo vì vẻ đẹp của cô ấy, bắt đầu quá trình theo đuổi Tô Phi. Nhưng Tô Phi lại lần lứa mãi không chấp nhận, mặc kệ hắn thực lực thế nào, mỹ nữ không chút động lòng. Sau đó hầu vệ Đông liên lạc với chị dâu cả của Tô Phi. Hy vọng cô ta có thể khen mình với Tô Phi. Vì vậy mới có cuộc gặp mặt hôm nay. Nhưng hắn không ngờ, Tô Phi thật sự có bạn trai. Hơn nữa, quan hệ của bọn họ lại thân mật như vậy. Ghen ghét dễ khiến người ta phát cuồng. Hầu vệ Đông nói, Tô Phi, có lúc, một lần quyền định trong đời liên quan đến hạnh phúc cả đời về sau. Nhà họ Hầu chỉ có một đứa con trai là anh đây, sau này gia sản mấy trăm triệu kia đều là của anh cả. Chị dâu cả của Tô Phi cũng khuyên nhủ, Tiểu Phi à. Hơn 100 căn nhà đấy. Thu nhập một năm của em có thể có được bao nhiêu, phải bao nhiêu năm mới có thể mua được nhà chứ? Em thông minh chút đi được không? Nói về tài lực, Ngô Bình có thể so với hầu vệ Đông sao? Mẹ Tô Phi nãy giờ vẫn không hề lên tiếng bỗng cười lạnh một tiếng, Thu Vân, hơn 100 căn nhà của hầu vệ Đông có thể đáng giá được bao nhiêu? Chị dâu cả của Tô Phi tên Thu Vân, cô ta sững người, nói, mẹ, có thế nào cũng đáng giá đến 5, 600 triệu chứ? Mẹ Tô Phi lạnh nhạt nói, 5, 600 triệu thì sao chứ, có vài chuyện mẹ chưa nói với các con, Ngô Bình người ta trong tay nắm giữ tài chính cả mấy chục tỷ kia. Mọi người đều kinh ngạc, mấy chục tỷ, sao có thể? Lần trước, Ngô Bình và mẹ Tô Phi gặp mặt, anh tự xưng là cậu ấm, nói trong nhà có vài chục tỷ. Nhưng chuyện này, mẹ Tô không nói với người trong nhà vì bà ấy thấy loại cậu ấm này cuối cùng cũng chưa chắc sẽ quen với con gái mình. Đợi đến khi quan hệ hai người ổn định rồi lại nói với người nhà cũng không muộn. Nhưng nào ngờ con dâu cả lại gây ra chuyện lớn như vậy, Thu Vân tự mình làm khiến bà ấy rất mất mặt. Anh cả Tô Phi nói, mẹ đừng đùa vậy chứ. Mẹ Tô Phi cười lạnh, mẹ có tâm trạng đùa được sao? Tô Phi và Ngô Bình, trước giờ mẹ đều xem trọng tụi nó. Sau đó bà ấy nhìn hầu Đông vệ, tiểu hầu à, cháu cũng không tệ, đáng tiếc là Ngô Bình quá ưu tú. Ngô Bình người ta là bằng tiến sĩ song bằng của Thanh Hoa, dáng vẻ phấn chấn hơn cháu, hãy từ bỏ đi, sau này đừng làm phiền con gái gì nữa. Hầu vệ Đông lập tức kinh ngạc, trong lòng bỗng tức giận, hắn nói, gì à, không phải cháu cố tình nói thế này nhưng kiểu người như cậu ta, trong nhà sao có được mấy chục tỷ sao? Hắn nói như vậy, mẹ Tô Phi bỗng giật mình trong lòng, nhưng bà ấy đã nói hết rồi, hiện tại dù có thế nào thì cũng phải đứng về phía Ngô Bình, bà ấy nói, đương nhiên rồi. Vòng tay hơn triệu bạc, Ngô Bình người ta nói tặng tôi là tặng tôi liền. Nói đến vòng tay, Ngô Bình nhớ rằng mình đã từng đồng ý sau này sẽ tặng mẹ Tô một vòng phỉ thúy tốt, anh bèn lấy trong hộp quà bên cạnh, tìm ra một cái hộp nhỏ chừng bàn tay, sau khi mở ra, bên trong có một vòng tay phỉ thúy màu xanh đế vương. Anh cười nói, dì à, lần trước nói tìm cho dì một chiếc vòng phỉ thúy tốt, loại này là loại xanh đế vương, chất lượng cũng không tệ, dì thử xem. Mẹ Tô thích nhất là phỉ thúy, hơn nữa nghiên cứu rất kỹ về chất lượng phỉ thúy, bà ấy vừa nhìn đã thích rồi, bất giác hô lên, vòng đẹp thật. Ngô Bình, dì không thể nhận được, cái này quá quý rồi. Ngô Bình nói, dì thích là được rồi. Tô Phi trừng mắt, anh lại tặng một chiếc vòng tay, tiền này e rằng bản thân vĩnh viễn cũng không trả được. Hầu vệ Đông lại vươn tay đoạt lấy vòng tay, hắn liếc nhìn, cười lạnh nói, vòng tay phỉ thúy gì chứ, căn bản là làm từ nhựa mà thôi. Nói xong, hắn cầm vòng tay đập vào góc bàn cẩm thạch,
chợt nghe âm thanh giòn tan, vòng tay vỡ thành từng miếng, rơi xuống đất. Hắn cười lạnh nói, nhìn thấy chưa? Tôi nói là nhựa mà. Mẹ Tô tức giận, Hầu Đông Vệ, cậu điên rồi sao? Thu Vân nhặt một miếng ngọc phỉ thúy lên nói, mẹ, con thấy cũng giống như nhựa hoặc thủy tinh vậy, có thể là giả thôi. Ngô Bình nhìn phỉ thúy rơi trên đất, vẻ mặt có chút kỳ quái, anh lấy điện thoại ra nói, lấy hóa đơn mua vòng phỉ thúy qua đây. Thấy Ngô Bình gọi điện thoại, Hầu Vệ Đông cười lạnh, nhóc con, mấy thứ này của mày đều là mấy thứ tao chơi sót lại, cái gì mà hóa đơn, tự tao cũng mở cửa tiệm, hóa đơn cũng dễ làm. Ngô Bình cũng không tranh chấp với hắn, tên này dám đập vỡ vòng tay của anh, vậy thì để hắn ói ra máu vậy. Mẹ Tô vừa đau lòng vừa tức giận, bà ấy tức giận chừng nhìn Thu Vân, sau đó hỏi Ngô Bình, vòng tay này mua bao nhiêu tiền? Nói thật, Ngô Bình cũng không rõ, bởi vì quà đều là do người khác làm, anh cười nói cũng không bao nhiêu cả. Hầu Vệ Đông cười lạnh, 100, hay là 50? Ngô Bình, anh đập vỡ đồ tôi tặng cho gì, nhất định phải đền. Lát nữa hóa đơn đem đến thì anh cứ bồi thường theo giá, nếu anh không đền, tôi chỉ đành báo cảnh sát. Hầu Vệ Đông cười lạnh, báo cảnh sát, ở Vân Đỉnh này, có cảnh sát nào mà tao không quen chứ? Mày báo thử đi, xem bọn họ bắt tao hay bắt mày. Chưa đến 5 phút, có người đã gõ cửa, mẹ Tô mở cửa, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ tây giày da đi vào, hắn khẽ gật đầu với mẹ Tô, sau đó kính cẩn đến trước mặt Ngô Bình, thấp giọng nói, giáo chủ, hóa đơn đến rồi. Ngô Bình liếc nhìn, phỉ thúy được mua ở trấn nhỏ phỉ thúy, có chứng cứ là hóa đơn thu mua, là đồ vật quý hiếm của trấn nhỏ, tổng giá trị lên đến 350 triệu. Anh gật đầu, nói, lui xuống đi. Người đàn ông trung niên khom người lui xuống, Ngô Bình đưa hóa đơn cho Hầu Vệ Đông, nói, đây là hóa đơn mua bán, 350 triệu, anh có thể đền tiền được rồi. Hầu Vệ Đông đương nhiên nhận ra hóa đơn, vừa nhìn đã biết vật này không phải giả, trong lòng hắn đột nhiên giật mình. Chăng là phỉ thúy là thật. Nhưng ngoài miệng vẫn cứng, hắn lạnh lùng nói, không thể nào, hóa đơn là giả. Ngô Bình lập tức báo cảnh sát, alo, lão Hồ à. Ha ha, là tôi, đã lâu không gặp. Hàn huyên vài câu, anh nói, lão Hồ à, tôi đến nhà bạn nhưng lại bị tên xông vào đập vỡ vòng tay trị giá 350 triệu. Ừ, hóa đơn có rồi, hiện trường cũng có người làm chứng. Được, tôi đợi anh. Lão Hồ mà anh nói. Là cục trưởng cục trị an thành phố Vân Đỉnh, hiện tại đã chuyển sang làm phó cục trưởng vùng mới, nhưng vẫn có thực quyền. Thấy Ngô Bình thật sự gọi điện, Hầu Vệ Đông có chút bất an, hắn nói, tao còn có chuyện, đi trước đây. Ngô Bình thản nhiên nói, anh không đi được, tốt nhất là quay về đây. Hầu Vệ Đông cười lạnh, ai dám cản tao. Hắn vừa mở cửa đã thấy một long vệ đứng bên ngoài, khí thế kinh người, Hầu Vệ Đông hoảng sợ, theo bản năng lùi lại vài bước. Long vệ kia đóng cửa lại, cảnh tượng này khiến mọi người bên trong đưa mắt nhìn nhau, tình huống thế nào, quái vật to lớn kia là gì vậy? Ngô Bình cười ngồi xuống, tùy ý nói chuyện với mọi người. Hầu Vệ Đông thì mang vẻ mặt khó coi đứng một bên, ngay cả chị dâu cả và anh cả của Tô Phi cũng không dám nói gì, bầu không khí có chút kỳ lạ. Mười mấy phút sau, Hồ Hán Bân dẫn người đến, ông ta nói chuyện với Ngô Bình mấy câu, sau đó kiểm tra hiện trường, chủ yếu là vòng tay bị vỡ và hóa đơn mua hàng. Vẻ mặt ông ta nặng nề nói, đập vỡ đồ vật có giá trị 350 triệu, đây là án nặng, mức độ vi phạm quá lớn, hình phạt tù từ 3 đến 7 năm. Hầu Vệ Đông ngây người, vội nói, Phó Cục trưởng Hồ, chúng ta từng gặp nhau rồi, tôi là Hầu Vệ Đông, bố tôi là Hầu Thông. Hồ Hán Bân hoàn toàn không nghe gì, ông ta vung tay, lôi ra ngoài. Chương 996, Pháp Thân và Nguyên Anh Đan. Long vệ bị đưa đi. Phó Cục trưởng Hồ cười nói, cậu Ngô, vậy tôi đi trước, có kết quả tôi sẽ báo cho anh biết. Tất cả mọi người rời đi, người ở lại đưa mắt nhìn nhau, chị dâu cả của Tô Phi cuối cùng cũng hiểu, năng lực của người trước mặt này mạnh hơn Hầu gia nhiều, tài lực cũng vượt xa Hầu Vệ Đông. Nếu không, sao anh có thể tùy tiện tặng món đồ đáng giá mấy trăm triệu chứ? Ngô Bình cảm thấy, hiện tại phải thể hiện sự tức giận rồi, dù sao tượng đất cũng có chút tính cách mà, anh lạnh nhạt nói. Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi cảm thấy mình phải bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận đã. Sau đó anh nói với mẹ Tô, dì à, cháu đi trước. Nói xong thì quay người rời đi. Người nhà họ Tô gấp gáp, muốn giữ lại nhưng lại không dám nói gì, Tô Phi vội đuổi theo, đi xuống lầu, cô ấy sẵn giọng, cậu đúng là biết diễn đấy. Ngô Bình cười nói, dọa bọn họ chút. Vẻ mặt Tô Phi kỳ lạ, không.
không ngờ cậu lại dám tặng vòng tay hơn 300 triệu, cả đời này mình cũng không trả nổi. Ngô Bình cười, đời này trả không được, thì đời sau trả thôi. Hai người nói cười vui vẻ thì đã xuống lầu. Tô Phi đang định mở cửa xe, đột nhiên phát hiện sau lưng Ngô Bình xuất hiện một cái vòng tròn đen, bên trong tối tăm như mực, nó vươn kiếm đâm nhanh về phía sau lưng Ngô Bình. Quá nhanh, mà Ngô Bình lại không hề có cảm giác gì. Tô Phi lo lắng, kêu lên, cẩn thận. Cô ấy vừa kêu vừa dùng sức kéo Ngô Bình về phía mình, cơ thể lại đụng phải mũi kiếm. Mũi kiếm vô cùng sắc bén, im hơi lặng tiếng đã đâm vào tim cô ấy. Ngay lúc này, một long vệ xuất hiện, một kiếm đâm vào trong vòng tròn đen kia, bên trong vang lên tiếng kêu đau đớn như có người bị thương, lập tức vòng đen biến mất. Ngô Bình ôm lấy Tô Phi, tay ấn vào vết thương. Máu tuôn ra, anh bất chấp trấn áp tâm ma, lập tức điên cuồng đưa năng lực vào trị thương cho Tô Phi. Dưới niệm lực mạnh mẽ của anh, nhịp tim mau chóng khôi phục, máu tuôn ta cũng chảy ngược về tim và mạch máu. Trước sau không đến 2 phút, Tô Phi đã tỉnh lại, ngoại trừ trước ngực có vết máu dính ướt thì cô ấy không hề bị tổn thương gì. Cậu không sao chứ, bản thân mình trúng một kiếm, mà cô ấy lại hỏi về an nguy của Ngô Bình trước. Đôi mắt Ngô Bình có chút ánh đỏ nhàn nhạt, anh xoa má Tô Phi nói, mình không sao. Là cậu cứu mình một mạng. Tô Phi nói, không sao là được rồi. Kỳ lạ thật, rõ ràng mình bị kiếm đâm, mà sao không đau chút nào cả. Ngô Bình nói, Tô Phi, cậu về nhà trước đi, mình có chút chuyện phải xử lý, quay về sẽ tìm cậu sau. Tô Phi gật đầu, ừ, mình đợi cậu về. Tiễn Tô Phi vào thang máy, có mấy long vệ quỳ bên cạnh, xin long chủ trách phạt. Vừa nãy, phản ứng của long vệ đã chậm hơn, nếu không phải Tô Phi kéo Ngô Bình thì anh đã bị thương rồi. Ngô Bình thản nhiên nói, đối phương dùng pháp thuật, các anh không phòng ngừa được cũng là chuyện bình thường. Một long vệ nói, long chủ, hung thủ đã trúng một kiếm của tôi. Ngô Bình lạnh nhạt nói, đối phương ở không xa, chạy thoát rồi. Nói rồi, anh sử dụng thần niệm mạnh mẽ bao trùm trong vòng 50 dặm xung quanh. Trong một căn nhà ở thành phố Vân Đỉnh, cánh tay người trung niên bị trúng một kiếm, ông ta đang băng bó vết thương. Ở bên cạnh, cô gái kia nói, ông nội không sao chứ. Vẻ mặt người trung niên khó coi, nói, bị một đứa người phàm phá hư việc lớn, một kiếm kia vốn có thể đâm chết cậu ta rồi. Ngay lúc này, một luồng thần niệm kinh khủng ập xuống, chớp mắt đã khóa chặt người trung niên, sắc mặt người trung niên thay đổi, nói, không tốt, anh ta phát hiện chúng ta rồi, đi mau. Dưới chân người trung niên xuất hiện một cái bóng tròn đen, lập tức muốn rời khỏi hiện trường. Thế nhưng, ông ta và cô gái vừa muốn tiến vào bóng đen thì một luồng sát quang từ trên trời ập xuống, là giảo hồn tiễn do Ngô Bình sử dụng, giết người cách thời không. Bù! Quá nhanh! Hai người chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã bị cung tên tách thành hai đoạn, dưới đất đầy nội tạng. Cô gái bị dọa sợ ngây người, ngồi dưới đất, không dám động đậy. Người đàn ông trung niên chống hai tay dưới đất, trán nứt ra, một bóng người tí hon xíu màu vàng bay ra. Thế nhưng, giảo hồn tiễn lại khóa chặt nó, người tí hon màu vàng này bị dọa sợ run rẩy, lại không dám chạy. Mười mấy giây sau, một bóng người từ trên trời đáp xuống, chính là Ngô Bình. Lúc này, hai mắt ánh sáng rực sát quang màu đỏ, lạnh lùng nhìn người tí hon màu vàng chằm chằm. Người tí hon màu vàng kêu lên, long chủ, xin tha cho tôi một mạng, tiểu nhân biết sai rồi. Ngô Bình nói, tại sao lại hại tôi? Người tí hon màu vàng dùng giọng nói chói tai cầu xin, tiểu nhân biết sai rồi. Ngô Bình cười lạnh, anh vung tay, chấn áp người tí hon màu vàng kia, sau đó lấy ra lò luyện minh thần, ném thẳng vào trong. Người tí hon màu vàng này là pháp thân Nguyên Anh, nếu không phải đối phương còn chưa khôi phục tu vi, thì muốn giết ông ta cũng không dễ gì. Đột nhiên, trong minh thần đỉnh bắn ra hơn 1.200 sinh mệnh đan. Ngoài sinh mệnh đan, còn có một viên đan dược màu vàng, Ngô Bình vội vàng bắt lấy. Đan dược màu vàng này, to chừng quả óc chó, hình hài trẻ sơ sinh, có mũi có mắt, giống như một đứa trẻ sơ sinh, ánh mắt anh sáng lên, kinh hô, Nguyên Anh đan. Anh cất lấy đan dược. Rồi nhìn cô gái dưới đất kia. Cô gái hoảng sợ nói, đừng giết tôi. Ngô Bình, các người là ai? Cô gái nói, người anh giết là ông nội tôi, chúng ta là người ẩn tộc ở nơi này. Ngô Bình, trong ẩn tộc, có bao nhiêu người? Cô gái, bốn anh em ông nội tôi đều là người chuyển thế, kiếp trước bọn họ là bạn bè tốt. Người chuyển thế này nắm giữ bí thuật luân hồi, có thể tự chủ lựa chọn đầu thai, sống lại một kiếp. Thân phận của bọn họ khác nhau.
có khả năng là người bình thường, cũng có khả năng là nhà giàu có, thậm chí kẻ thống trị. Ngô Bình, tại sao ông ta lại bày quán ở công viên? Cô gái, người chuyển thế cứ cách một thời gian thì sẽ bị trời phạt, vì để trốn tránh trừng phạt này, ông nội buộc phải trà trộn vào dân chúng tầng lớp thấp nhất, bởi vì khói lửa nhân gian có thể triệt tiêu trời phạt. Ngô Bình, tại sao bọn họ hại tôi? Cô gái, Phục Long tiên sinh từng bói cho ông nội tôi một quẻ, trong đó có câu, gặp rồng thì chết, mà anh là Long chủ. Vì vậy ông nội tôi cảm thấy nhất định phải tiêu diệt anh thì mới có thể phá giải. Ngô Bình cười lạnh, gặp rồng thì chết. Phục Long tiên sinh xem cũng chuẩn thật. Cô gái, xin Long chủ đừng giết tôi. Đôi mắt Ngô Bình bừng bừng sát khí, lúc trước anh đã áp chế tâm ma, bây giờ nhìn thấy cô gái cầu xin, sát tâm lại càng nặng nề, anh vung tay lên, giữa trán cô gái xuất hiện một lỗ hổng, cô ta chết ngay tại chỗ. Giết chết hai người này, Ngô Bình ngẩng mặt lên trời giống lên, chỉ cảm thấy trong đầu có một luồng ác khí, chỉ có giết người mới giải phóng được. Anh tìm tòi trên người người đàn ông trung niên kia, tìm thấy một cái bàn tròn màu đen. Anh phát hiện, bàn tròn đen này là pháp khí rất lợi hại, sau khi khởi động, trước mặt sẽ xuất hiện một hình tròn màu đen. Thần niệm của anh chỉ đến đâu thì bên trong hình tròn sẽ thông đến đó. Một con sông nhỏ cách đó 30 cây số xuất hiện một hình tròn đen, tay của Ngô Bắc vươn ra từ bên trong đó, túm lấy một nắm cát trong hồ. Không tệ, là bảo bối, anh tự nói. Sau đó, anh lại tìm được túi tiền trên người cô gái, tiếp đó truyền tin cho thuộc hạ. Ngay sau đó, anh nhận được tin tức những người liên quan. Người trung niên đã chết có 4 anh em, ngoài ông ta còn có 3 người. Mà 3 người này đều ở thôn quê, thân phận bọn họ cũng rất bình thường, lần lượt là thợ rèn, thợ xây, đồ tể. Chương 997, thợ rèn, thợ xây, đồ tể. Tra được địa chỉ, Ngô Bình lập tức chạy đến thôn nơi 3 người kia ở thôn Tiểu Dương. Anh nghe người ta nói, ấn tộc là khó đối phó nhất, nếu ai đắc tội với bọn họ, thì những người này, cho dù chuyển thế cả trăm lần cũng phải tìm được kẻ thù, sau đó báo thù. Anh giết người của đối phương, đồng nghĩa đã đắc tội với người của tộc này, vì vậy không thể để lại hậu họa, hoặc là hóa giải, hoặc là định đoạt sống chết. Thôn Tiểu Dương chỉ có hơn 300 hộ dân, người trẻ đều ra ngoài làm thuê, những người ở lại chỉ có người già và trẻ nhỏ. Ở phía tây của thôn có một cửa hàng rèn. Chủ tiệm trông có vẻ 40, đang giúp người ta sửa lại cuốc, đột nhiên, trước cửa tối sầm, có người đi vào. Ông ta không ngẩng đầu, chỉ nói, lấy gì sao? Người đến là Ngô Bình, anh nhìn quanh trái phải, nói, không ngờ lại làm một thợ rèn đấy. Đồng bọn của anh không giết được tôi, đã bị tôi giết rồi. Nghe thấy câu này, vẻ mặt thợ rèn lập tức thay đổi, cầm lấy một cây búa, chầm chầm quay người nhìn Ngô Bình, nói, cậu giết chết người rồi, tại sao còn đến tìm tôi? Ngô Bình thản nhiên nói, tôi nghe nói ẩn tộc các người có thù át báo, cho dù luân hồi chuyển thế 10 lần thì cũng phải giết chết kẻ địch, không biết có phải thật không? Thợ rèn cười lạnh, không sai. Giết chết anh trai của tôi, dù lên trời xuống đất, chúng tôi cũng phải giết được cậu. Sau đó giày vò cả đời, khiến cậu sống được, chết cũng chẳng xong. Ngô Bình hỏi, không thể hòa giải. Thợ rèn, không thể, trừ phi anh giết chết 3 người chúng tôi. Không biết từ lúc nào. Bên ngoài cửa lại có 2 người đến, đều là tuổi trung niên, một là thợ xây, một là đồ tể. 3 người vây quanh Ngô Bình. Ngô Bình phát hiện, trên người 3 người này đều có pháp thân, xem ra tu vi kiếp trước của bọn họ đều rất mạnh. Anh khẽ thở dài, nói, vốn dĩ tôi không muốn giết người. Đồ tể kia cao lớn thô kệch, ông ta lạnh lùng nói, 4 anh em chúng tôi 3 lần luân hồi đều là anh em ruột. Tình nghĩa anh em 3 đời, chúng tôi nhất định phải báo thù cho anh ấy. Ngô Bình nói, các người không còn cơ hội luân hồi rồi, hôm nay các người đều sẽ chết. Nói rồi, quanh người anh bộc phát ra sát ý kinh khủng. Giết! Đồ tể tay cầm con dao sắc bén, trên lưỡi đao ánh lên huyết quang, đâm một đao về phía Ngô Bình. Tuy ông ta chưa khôi phục tu vi, nhưng dù sao cũng có sức mạnh pháp thân, chuyển động nhanh như chớp. Búa của thợ rèn cũng đã đánh về phía Ngô Bình, búa ánh ra sát quang, sau đó bóng búa ánh tím đánh mạnh về phía đầu của Ngô Bình. Võ hồn Ngô Bình chấn động, toàn thân tê liệt, búa lại có tác dụng khiến người ta mê muội. Nhưng sức mạnh kinh người trong thân thể anh thoáng chốc đã đẩy lùi cảm giác mê muội kia. Lúc này, lưỡi đao sắc bén chém đến, hung hăng bổ vào ngực Ngô Bình, bản năng của võ quân đã khiến Ngô Bình phản công với đòn tốt nhất. Thân thể anh khẽ nghiêng quan, một quyền đánh mạnh vào ngực tên đồ tể. Một quyền này sức lực vô biên,
lực thiên nguyên xuyên qua thấu xương. Đồ tể hét thảm, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, nằm vật xuống sàn như một con lợn chết. Mà sau lưng, tên thợ xây kia lấy ra ống mực, đột nhiên vòng quanh Ngô Bình, đường chỉ mực trói chặt anh từng vòng. Ngô Bình dùng sức giãy giụa, chỉ mực lại tỏa ra ánh sáng đen ngòm, sức mạnh kỳ lạ xuyên vào thân thể, tựa như trói buộc võ hồn của anh. Ngô Bình hét lớn, mười linh khiếu và chín thần khiếu xung quanh lập tức chấn động, từng xiềng xích ẩn hình bị anh phá hủy, sau đó một luồng sức mạnh kinh người bùng nổ. Luồng sức mạnh này xuất phát từ sâu trong huyết mạch anh. Trong tháp Vạn Duy, anh có được lời chúc phúc của cổ thiên tử, xiềng xích trói buộc sức mạnh huyết mạch của anh mỗi ngày sẽ lơi lỏng ra một ít, yếu hơn một chút. Lúc này đột nhiên anh bùng nổ, xiềng xích bị phá vỡ, sức mạnh huyết mạch thực sự được xuất hiện. Đồng thời, trong đầu Ngô Bình xuất hiện rất nhiều ký ức đã lâu, nhưng ký ức này chảy trong mạch máu, một đời lại tới một đời. Huyết mạch Lý Thị, anh lầm bầm tự nói. Răng rắc, toàn bộ chỉ đen đều bị đứt, Ngô Bình đá một chân vào đầu thợ xây, đầu ông ta nổ tung, ngã xuống đất. Thợ rèn kia kinh sợ, lại đánh thêm búa thứ hai. Nhưng lần này, tay Ngô Bình lại đẩy về phía trước, chỉ thấy một bàn tay lớn màu vàng xuất hiện, một chưởng đánh vào ngực thợ rèn, khiến ông ta bay đến mấy mét. Lúc này, pháp thân nguyên anh của ba người chuyển thể đều lần lượt lao ra khỏi sọ, bỏ chạy vào không trung, đồng thời bọn họ đều nguyền rủa Ngô Bình, chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày. Đợi chúng tao đến báo thủ đi, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không dừng. Ngô Bình cười lạnh, các người đi được rồi sao? Anh lập tức tung giảo hồn tiễn ra, một luồng sát quang đuổi theo, bám chặt ba pháp thân nguyên anh kia ép quay về cửa hàng rèn kia. Ngô Bình vung tay, ném ba pháp thân nguyên anh vào trong lò luyện minh thần. Ba người kêu thảm, âm thanh bỗng dừng lại, giây tiếp theo, hơn 3.000 viên sinh mệnh đan, còn có 3 viên nguyên anh đan bắn ra từ lò luyện minh thần. Tiêu diệt được ẩn tộc này, sát tâm của Ngô Bình dần dần được kiềm chế. Anh cẩn thận cảm nhận, trong người có một luồng sức mạnh thần kỳ từ huyết mạch của tổ tiên. Đây là sức mạnh huyết mạch của Lý Thị. Anh rất bất ngờ, vội vàng ngồi xếp bằng cẩn thận lĩnh hội. Anh phát hiện, sức mạnh huyết mạch này vô cùng kỳ diệu và phức tạp, không phải một sớm một chiều là anh có thể lĩnh ngộ được. Không có thời gian nghiên cứu kỹ, từ ba thi thể kia đã lấy được vài thứ. Tai châu là một vũ khí giết người, chứa đầy tà khí, là lưỡi dao sắc bén. Búa cũng là một bảo bối, có thể đánh ngất kẻ địch. Hơn nữa nếu là do anh thi triển thì hiệu quả so với thợ rèn kia còn mạnh gấp 10 lần, sức mạnh thân xác mạnh mẽ mới có thể hoàn toàn tung ra được hiệu quả đánh ngất của búa. Cuối cùng, trên người thợ xây tìm được ống mực, khí tức từ ống mực rất đặc biệt. Bên trong có cấm chế rất huyền diệu, nhìn ra được, thợ xây này cũng không thể dùng được trọn vẹn hiệu quả của ống mực. Cất ba thứ đồ này, anh không ở lại lâu, lập tức quay về nhà. Kiếp nạn tâm pháp của anh vẫn còn chưa kết thúc, trước mắt, cách tốt nhất chính là về nhà. Không lâu sau, Ngô Bình đã xuất hiện tại nhà mới. Vừa quay về, đã thấy vợ con của Lý Quảng Long đang chơi đùa trong sân. Tiểu Long thấy Tiểu Bình thì vội chạy đến, chú. Ngô Bình ôm Tiểu Long, cười nói, Tiểu Long, tới lúc nào vậy? Tiểu Long nói, hôm qua. Ninh Vi cười nói, người anh em, anh quay về rồi. Ngô Bình, chị dâu, sắc mặt chị khỏe hơn nhiều rồi. Ninh Vi nói, không phải nhờ y thuật cậu cao minh sao, mấy cô bạn thân nói tôi trẻ đến mấy tuổi đấy. Ngô Bình, anh Long đâu rồi? Ninh Vi, anh ấy à, bận rộn ở công trường rồi. Nói là muốn nhanh chóng xây dựng xưởng mới. Nói chuyện vài câu, Tiểu Long lại chạy đi, Ninh Vi vội đuổi theo. Ngô Bình gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi Thất Tinh Long Vương cục tiến triển thế nào. Rất nhanh sau đó, đội kỹ thuật đã gửi hình ảnh vệ tinh vào máy tính. Anh quan sát kỹ lưỡng, tiến độ công trình rất nhanh, bố cục đại khái đã hình thành, sau này chỉ cần phải điều chỉnh chi tiết. Đột nhiên, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào một ngọn núi trên bức hình, anh mơ hồ nhìn thấy mấy điểm nhỏ. Nhãn lực của anh không hề tầm thường, lập tức phán đoán ra đây là mấy người đang bay trên không. Bởi vì chụp từ trên xuống, nên chỉ có thể chụp được vai và đầu của bọn họ. Vì vậy anh phóng to hình, quả nhiên phát hiện trong không trung có 3 người đang bay. Những người này đã phát hiện ra phong thủy cục của mình rồi sao? Anh nhíu chặt mày. Chương 998, thần quân cái thế. Ngô Bình gọi thần chiếu đến và hỏi, gần đây có tu sĩ nào xuất hiện quanh khu công trường không? Khi trước anh bảo thần chiếu phụ trách tuần tra công trường. Thần chiếu đáp, thưa chủ nhân, có mấy nhóm tu sĩ từng đến, nhưng bọn họ cũng không làm gì khác thường, thế nên tôi chưa hỏi gì.
Ngô Bình, có ba người xuất hiện ở không trung bên trên mắt trận phong thủy, điều này rất bất thường. Thần Chiếu, chủ nhân, mấy kẻ đó đã phát hiện những sắp xếp của cậu sao? Ngô Bình, loại thế phong thủy như Thất Tinh Long Vương đến cả người bình thường còn cảm ứng được, chứ đừng nói gì là tu sĩ. Sau đó anh hỏi Thần Chiếu, nếu phát hiện ra một bố cục phong thủy tương tự, vậy ông sẽ làm thế nào? Thần Chiếu im lặng một lát rồi đáp, tất nhiên tôi sẽ có rằng chắc chắn người bố trí được thứ đó sẽ có thế lực cực lớn, cá nhân tôi chắc chắn không dám chủ động khiêu khích. Trừ phi thế lực bên phía tôi cũng rất đáng gờm thì tôi mới cân nhắc đến việc chiếm nó làm của riêng. Ngô Bình gật đầu, thế nên lai lịch của mấy tu sĩ kia chắc chắn không đơn giản, bọn họ có mưu đồ riêng. Thần Chiếu, chủ nhân, chúng ta nên làm gì đó để phòng bị. Ngô Bình, mấy hôm tới ông giám sát chặt chẽ hơn, nếu có kẻ xuất hiện thì báo ngay với tôi. Vâng. Thần Chiếu lui ra ngoài, còn Ngô Bình thì tới khu chung cư Nghiêm Lập Tân sinh sống. Thấy xung quanh không có ao, anh bèn điều khiển bia đá, cưỡi nó trên không trung. Giọng nói của thai đá vang lên trong đầu anh, thượng tiên muốn đi đâu vậy ạ? Ngô Bình, bố cục Thất Tinh Long Vương của tao sắp hoàn thành rồi, mày qua đó giúp tao trấn áp phong thủy. Thai đá, lần trước thượng tiên có nói thế phong thủy kia có ích đối với tôi. Ngô Bình, tất nhiên rồi, tao sẽ đặt mày xuống lòng đất, long mạch địa khí của khu vực đó sẽ kết nối với mạch lạc thai đá của mày, giúp mày phát triển hơn. Thai đá lộ rõ vẻ vui mừng, đa tạ thượng tiên. Ngô Bình, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, tao giúp mày, mày cũng phải giúp tao. Sau khi hoàn thành thế cục Thất Tinh Long Vương, tao sẽ lấy đó làm nền móng để bố trí trận pháp, tới lúc đó mày làm mắt trận, giúp tao định hướng thế phong thủy. Thai đá, à đương nhiên rồi. Về tới nhà, Ngô Bình liền đào một hố đất ở vườn hoa sau nhà, cắm bia đá xuống đó. Bia đá vừa được đặt xuống thì mặt đất lập tức rung lên, khí tức dần ngưng tụ. Bia đá khẽ thở dài, sau đó nói, địa khí đầy đủ quá, hoàn cảnh ở đây còn tốt hơn lúc tôi ở Đông Nhạc. Ngô Bình, thế Thất Tinh Long Vương vẫn chưa hoàn thiện hẳn, về sau sẽ còn tốt hơn nữa. Sau khi cắm bia đá xuống, Ngô Bình liền ngồi ngay dưới bia, mượn khí chí dương của bia đá để trấn áp tâm ma trong lòng. Tâm ma đó vốn dĩ không dễ áp chế, nhưng hiện giờ anh lại có thể trấn áp dễ dàng. Lúc trước anh đã hóa giải xiềng xích trói buộc huyết mạch, nên trong cơ thể cũng có nhiều lực lượng huyết mạch lý thị hơn. Hiện giờ, anh hoàn toàn lĩnh ngộ được những sức mạnh đó, có điều nó cũng không quá mạnh, điều anh cần làm lúc này là tiếp tục tích góp thêm, cho đến lúc đủ cường đại. Đến lúc đó, luồng sức mạnh này sẽ bộc lộ bản chất thực của chính nó. Ba ngày liền Ngô Bình đều ở trong nhà trấn áp tâm ma, nhờ có bia đá mà tâm ma càng ngày càng yếu. Đến giữa trưa ngày thứ tư, tâm ma kia đã hoàn toàn bị diệt sạch. Tâm ma vừa được loại bỏ thì cả 9 thần khiếu của anh đều đồng thời chấn động, năng lượng theo thần lạc hội tụ đến thần khiếu thứ 9. Lúc này, pháp bàn và võ hồn của Ngô Bình được những năng lượng đó bao trùm, bắt đầu dung hợp với nhau. Ngô Bình giật thót, anh biết bản thân sắp sửa bước vào nhân tiên tầng thứ 6 cảnh giới cực. Người ở cảnh giới này có thể xưng là thần quân. Nhưng tình huống hiện giờ của anh khác với thần quân bình thường. Anh dung hợp hoàn chỉnh vũ hồn và pháp bàn để ngưng tụ thành thần bàn. Có thần bàn trong tay thì sẽ tạo thành võ đạo thần thông. Quá trình ngưng tụ thần bàn sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, thế nên khi vừa mới dung hợp được nửa phút, Ngô Bình liền thấy xuất hiện cảm giác trống rỗng, bên trong thần lạc đã rỗng tuếch. Anh lập tức lấy tinh thạch linh hồn ra rồi hấp thu năng lượng bên trong. Sau khi hấp thu xong mấy chục khối tinh thạch linh hồn, tốc độ hấp thu tiên thiên hồn lực của anh vẫn không theo kịp tốc độ tiêu hao. Hết cách, anh đành phải lấy ra một hồ lô thuốc, loại thuốc chứa bên trong có tên là Ngọc Thần Lộ, là bảo dược bồi bổ tinh thần. Nhưng mới qua thêm nửa tiếng, lượng thuốc bên trong hồ lô cũng không còn đủ nữa, Ngô Bình đành phải nuốt thêm mấy loại quỷ đan, bổ thần đan anh luyện trước đó. Đáng tiếc vẫn không thể kiên trì được quá lâu, pháp bàn và võ hồn dung hợp, sau khi đạt tới trung kỳ, số năng lượng tiêu hao đã vượt qua tưởng tượng của anh. Anh cảm thấy đói bụng cồn cào, cả người bắt đầu phát run. Anh cắn chặt răng, lấy thêm một viên nguyên anh đan rồi nuốt xuống. Trong chớp mắt, một luồng lực mạnh mẽ bộc phát, di chuyển theo thần lạc, không ngừng được vận chuyển đến thần khiếu thứ 9. Đồng thời, anh lại nuốt thêm một viên sinh mệnh đan, thần bàn không chỉ tiêu hao lực tinh thần mà còn tiêu hao khá nhiều thể lực. Một viên nguyên anh đan chỉ đủ giúp anh duy trì một tiếng, đến giai đoạn dung hợp cuối cùng, anh lại lần nữa thấy đói. Anh không chút do dự nuốt thêm một viên nguyên anh đan, hai thanh sinh mệnh đan. Một tiếng rưỡi sau, cuối cùng võ hồn và pháp bàn cũng hợp lại thành một,
trở thành một vật phát sáng có hình dạng trứng, lơ lửng trong thần khiếu thứ chính. Đó chính là thần bàn. Mặt ngoài của thần bàn xuất hiện những phù văn kỳ lạ, tiên thiên phù văn trong pháp bàn đã bị phá giải. Sau khi ngưng tụ được thần bàn, Ngô Bình chính thức trở thành thần quân cảnh giới cực, tiếp nữa anh sẽ có được võ đạo thần thông. Tất nhiên, muốn sở hữu võ đạo thần thông cường đại thì Ngô Bình cần phải tu luyện một trong những truyền thừa lớn mạnh như trong thiên võ tiên phủ. Chỉ có như vậy thì uy lực của võ đạo thần thông mới mạnh hơn nữa. Thần bàn vừa được ngưng tụ sau một lát thì thần chiếu đã tất tả chạy tới báo cáo, chủ nhân, có người đang phá hỏng thế phong thủy. Giờ phút này Ngô Bình mới phát hiện thần chiếu đã bị thương nặng, cánh tay trái của ông ấy gần như đã gãy, nội tạng trọng thương, nguyên thần cũng có thương tổn. Anh trầm giọng hỏi, ai đả thương ông thế? Thần chiếu, đối phương tự nhận là người của thánh chủ, một kẻ trong số đó tự xưng là thiếu chủ. Thánh chủ, Ngô Bình cười lạnh, tôi biết rồi. Ông uống đan dược vào rồi dưỡng thương cho tốt. Sau khi để lại mấy viên đan dược, Ngô Bình bay thẳng lên không trung. Trên ngọn núi sắp đặt thế thất tinh Long Vương có 5 tu sĩ đang cười nói hỉ hả, giữa nhóm người là một thiếu niên. Một kẻ cất lời, thiếu chủ, thế phong thủy này hiếm có lắm, người kia sắp đặt lớn thế này chắc hẳn đã hao phí không ít tiền bạc. Thiếu niên cười nói, thế phong thủy tốt như này, ta sẽ xây một hành cung ở đây, chắc hẳn cha ta rất vui đấy. Một kẻ khác lập tức nói, quá hay luôn ạ, thiếu chủ, nếu như xây một hành cung ở đây thì chắc chắn sự nghiệp vĩ đại của thánh chủ sẽ sớm ngày thành hiện thực. Có mấy đứa tép siêu như các ngươi mà cũng dám ngấp nghé thế phong thủy của ta. Bỗng nhiên có giọng nói lạnh lùng vang lên ngay phía trên đỉnh đầu nhóm người. Đám người kinh ngạc ngẩng lên nhìn, chỉ thấy có một người đã đứng ở trên đó từ bao giờ không hay. Người tới chính là Ngô Bình, trong mắt anh lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Anh cất lời, kẻ nào đánh người của ta bị thương? Thiếu niên nhíu mày, cất tiếng, to gan, có biết ta là ai không hả? Một người đàn ông mặc áo bào đen bên cạnh thiếu niên hừ lạnh, nhóc con vô tri, đây là con trai của thánh chủ, người có biết thánh chủ là ai không hả? Ngô Bình cười lạnh, ta hỏi các ngươi, ai đã đánh người của ta bị thương? Người đàn ông mặc hắc bào cũng cười lạnh, ta đấy, ngươi làm gì được? Ầm ầm. Chưa nói hết câu thì trên người đã bị trúng một đấm rồi văng ra ngoài, người đàn ông mặc hắc bào còn chẳng kịp kêu rên thảm thiết đã bị đánh tàn bạo, cả da lẫn xương đầy máu, tiếp đó lập tức ngã quỵ dưới đất vài mét. Trong hố sâu chỉ có mỗi xương vỡ và máu thịt, hiện trường vô cùng tanh tưởi, thảm thê tột độ. Một đấm tàn bạo đó cũng dọa cho thiếu chủ kia sợ đến ngây ngốc, y lùi lại mấy bước, giọng run run, có chuyện gì các hạ cứ từ từ nói. Chương 999, Huyết mạch thánh nhân. Ngô Bình lạnh lùng nói, ngươi là con trai của thánh chủ. Hay lắm, ngươi ở lại, những người khác đi báo với thánh chủ. Ta muốn xem thánh chủ kia lấy đâu ra lá gan mà dám 5 lần 7 lượt muốn gây hấn với ta. Thiếu niên kinh ngạc, Ngô Bình dám nói kiểu đó rõ là không hề coi cha y ra gì. Y lập tức thốt, các hạ hiểu lầm rồi, chúng tôi. Bốp, Ngô Bình tát bay đối phương đi mấy mét, thiếu niên ngã sóng xoài trên đất, một bên má đau rát đến mức kêu la thảm thiết. Ta cho ngươi chen lời đấy à, Ngô Bình liếc một cái sắc lẻm. Trong lòng thiếu niên rét lạnh, y không dám tiếp tục ho he gì nữa mà lập tức im bặt, nước mắt không cầm được chảy dọc gương mặt. Ngô Bình nhìn 3 người còn lại, 3 người các ngươi, chọn 1 người đi báo cho thánh chủ kia đi. Cả 3 liền biết chắc chắn mình không phải đối thủ của Ngô Bình. Một người trong đó phản ứng nhanh nhất, vội bước lên mấy bước, nói tôi tự nguyện đi. Ngô Bình nói, tốt nhất ngươi nên quay lại đây. Nếu hôm nay ta không gặp được thánh chủ thì các ngươi cứ chờ mà nhặt xác thiếu chủ của mình đi. Người kia vội vàng rời đi, 3 người ở lại thì liếc mắt nhìn nhau. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ tới mình lại gặp phải một người mạnh mẽ hung hãn đến mức này. Nhóm của họ đã chú ý tới thế phong thủy nơi đây từ lâu, thế nên cũng có nghe ngóng về thân phận của Ngô Bình, biết được anh là người giàu có trong vùng, đồng thời còn là long chủ của Thiên Long. Nhưng bọn họ cũng không quá để tâm đến long chủ kia, thầm nghĩ dù có mạnh thế nào thì long chủ cũng đâu thể bằng thánh chủ được. Song họ tuyệt đối không ngờ tới thực lực của long chủ lại mạnh tới vậy. Chỉ một quyền đã đấm bay người mạnh nhất trong số họ. Ngô Bình lạnh lùng cất lời, quỳ xuống. Cả 3 ngoan ngoãn quỳ trên đất, không dám hó hé chút nào. Ngô Bình hỏi, thánh chủ mà các ngươi nhắc tới rốt cuộc là ai? Thiếu niên đáp, cha tôi là tông chủ thánh tông. Người khác đều tôn ông ấy là Thánh Chủ. Thánh Tông, ở Côn Luân à, anh hỏi. Thánh Tông là một phần của ẩn tộc, từng xuất hiện một vị thánh nhân, ẩn cư tại tỉnh Tế Đông.
Ngô Bình cười lạnh, hóa ra là ẩn tộc mà kiêu căng như các ngươi thì đúng là hiếm thấy thật. Thiếu niên nói, nhà họ Tử chúng tôi có pháp chỉ của thánh nhân, còn có cả thánh khí, bởi vậy nhận được cấp dưỡng của quốc gia. Ngô Bình biết họ Tử trong lời thiếu niên cũng có lai lịch cổ xưa. Hiện giờ họ tên hợp nhất, không phân chia riêng biệt, còn thời cổ đại thì có. Ngô Bình, có pháp chỉ của thánh nhân nên dám chạy tới cướp thế phong thủy của ta sao? Thiếu niên tỏ vẻ hối lỗi, long chủ, tôi sai rồi. Ngô Bình hỏi y, người có biết điểm khác nhau giữa thánh nhân và phàm nhân là gì không? Thiếu niên đáp, có thánh tâm, ngộ thánh đạo. Ngô Bình, đó chỉ là những lời nói với bên ngoài. Sở dĩ thánh nhân được tôn xưng là thánh bởi vì bọn họ đã tháo bỏ được xiềng xích huyết mạch, thế nên họ Tử các ngươi mới có tư cách xưng là thánh tông. Thiếu niên hoảng sợ, sao ngài biết? Xiềng xích huyết mạch là bí mật mà CSA thánh tông mới biết, xưa nay chưa từng nói với người ngoài, đến cả mấy người bên cạnh y cũng không hề biết. Ngô Bình, nếu ta đoán không nhầm thì thánh chủ của các ngươi hẳn đã được truyền thừa một phần huyết mạch của thánh nhân. Thiếu niên biết mình không thể giấu gạt được nên đành đáp, cha tôi mới chỉ kích phát chưa tới 1% thánh lực. Cả hai đương nói chuyện thì bỗng phía đông bắc có một quầng sáng màu tím tiến tới gần, giữa quầng sáng kia có một người đàn ông trung niên đang đứng, mặt vuông tai bạc, khí thế ngút trời. Trong đôi mắt ông ta lấp lóe ánh tím, cảm giác áp bách mạnh mẽ không ngừng phả tới chỗ Ngô Bình. Ngô Bình thấy sau lưng đối phương mơ hồ có một hư ảnh đạo nhân tay cầm cuốn sách, trán cao lõm giữa, mũi hếch miệng hở, tai bạc nhĩ. Hai tay quá gối, tròm râu dài tới ngực, quanh người còn có vô số con chữ đang chuyển động tỏa ra vô số hào quang. Khí thế của người kia quá mạnh, Ngô Bình khẽ nhíu mày, lẽ nào đối phương chính là Khổng Tử tiếng tăm lẫy lừng sao? Anh đang muốn vận công chống cự, nhưng bỗng nhiên, sức mạnh huyết mạch của Lý Thị cảm nhận được kích thích, lập tức tuôn trào. Ngô Bình nhanh chóng bay lên không trung, còn cao hơn đối phương mười mấy mét. Phía sau anh cũng xuất hiện một hư ảnh. Đó là một ông lão đang cưỡi trên lưng thanh nghiêu, tay cầm quải trượng, phía sau đầu tỏa ra ánh vàng, quanh người có đạo vận lưu chuyển, phù văn lúc sáng lúc tối, khí thế không hề thua kém đối phương. Người đàn ông trung niên nhìn thấy vậy thì giật nảy, trong thánh tông của ông ta có bức họa của người tài các đời, chỉ nhìn thoáng qua là biết hư ảnh sau lưng Ngô Bình chính là đạo tổ Lý Nhĩ người được dân gian tôn sùng là Thái Thượng Lão Quân. Người trung niên vội vã cúi người, nói, hóa ra là truyền nhân huyết mạch Lão Quân. Thất kính rồi, tại hạ là Tử Bất Ngữ ở Tế Đông. Ngô Bình nói, các hạ là truyền nhân của Khổng Tử, khó trách tự xưng Thánh Tông. Tại hạ là Lý Huyền Bắc, tên giả Ngô Bình. Tử Bất Ngữ đáp xuống mặt đất, liếc nhìn thiếu niên một cái, thở dài, năm xưa Thánh Tổ từng đến bái kiến Lão Quân muốn tôn làm thầy, sao ngươi lại dám đắc tội hậu nhân của ngài ấy? Thiếu niên lộ vẻ hối lỗi, cha, con sai rồi. Ngô Bình, Tử Tiên Sinh, con trai ông đã đánh tùy tùng của tôi trọng thương. Còn muốn ngang ngạnh chiếm luôn thế thất tinh Long Vương ở nơi này của tôi. Một thời gian trước, tôi còn mở ra một di tích cổ, người của ông cũng tìm tới. Tử Bất Ngữ cười khổ một tiếng, nói, đều là trùng hợp cả, Lý Huynh, tôi với Huynh không đánh thì không quen. Sau hôm nay, chúng ta coi như quen biết nhau rồi, chắc chắn từ giày trở đi sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa. Tử Bất Ngữ là truyền nhân mang huyết mạch của Khổng Tử, mở được sức mạnh thần bí trong huyết mạch, tự đánh giá bản thân rất cao. Nhưng Ngô Bình cũng không kém, anh mở được huyết mạch của Lão Quân, cũng chính là lão tổ của đạo gia, địa vị không hề kém Khổng Phu Tử chút nào. Bởi vậy, ông ta lập tức rút hết địch ý, trái lại còn muốn kết giao với Ngô Bình. Ngô Bình nói, được thôi. Tử Bất Ngữ cười nói, Lý Huynh, vừa nãy lúc ta tới có nhìn từ trên xuống, thấy thế phong thủy thất tinh Long Vương này quả là bất phàm. Cách bày bố thật sự khiến người khác khâm phục. Thằng nhóc này cũng vì muốn lấy lòng tôi nên mới muốn có được thế phong thủy này. Đã đắc tội rồi, mong được lượng thứ. Ngô Bình, cũng chỉ là một thế phong thủy mà thôi. Nơi đây là vùng đất nhiều long khí, tôi chỉ tiện thể bày bố thôi. Tử Bất Ngữ, tôi thấy Lý Huynh uy nghi bất phàm, thần quang nội liếm, lẽ nào đã đạt đến cảnh giới cực của nhân tiên. Ngô Bình thoáng sửng sốt, thầm nghĩ Tử Bất Ngữ này đúng là có mắt nhìn. Bởi vậy anh cũng không giấu giếm. Vận may của tôi cũng tạm tạm, vừa mới lên đến cảnh giới cực. Tử Bất Ngữ cảm khái, vậy là quá giỏi. Khó trách chỉ một đấm đã đánh chết tùy tùng của tôi. Ngô Bình liếc nhìn cái hố to đầy máu kia, nói tôi nhất thời không kìm nén được lửa giận, mới lỡ tay đánh chết, mong Tử Tiên Sinh không trách. Tử Bất Ngữ cười đáp, do tùy tùng của tôi đánh bị thương người khác trước, chết cũng chưa hết tội. Thấy Tử Bất Ngữ là người phân rõ phải trái,
Ngô Bình liền nói, Tử tiên sinh từ xa tới là khách, chi bằng về nhà tôi ngồi chơi, tôi sẽ tiếp đoán tận tình. Tử Bất Ngữ xua tay, đến vội quá nên cũng không đem theo lễ vật, thôi thì đợi hôm khác tôi sẽ tới bái phỏng sau. Ông ta chỉ vào thiếu niên vẫn đang quỳ trên đất, mong huynh hãy tha cho thằng nhóc rốt nát nhà tôi. Về nhà chắc chắn tôi sẽ phạt nặng nó. Ngô Bình đoán chắc hẳn Tử Bất Ngữ là thủ lĩnh đạo nho, bởi vậy anh cũng không tiện đắc tội, bèn cười nói, trẻ con ấy mà, khó tránh khỏi phạm sai, chuyện này coi như kết thúc tại đây. Anh liếc thiếu niên, hỏi, cậu tên gì? Thiếu niên đáp, vãn bối là Tử Nhan. Ngô Bình, Tử Nhan, chúng ta không đánh thì không quen. Cậu đã tự nhận mình là vãn bối, vậy thì ta cũng không thể để cậu về tay không được. Anh lấy ra một hồ lô thuốc, nói ta thấy việc tu luyện của cậu đang gặp chướng ngại chưa thể đột phá, bình thuốc này có thể giúp cậu đột phá. Chương 1000, đầu lâu ở hiện trường tai nạn. Nhà nho tu hành coi trọng ngộ tính, hồ lô thuốc mà Ngô Bình tặng có tên là đan khai ngộ, có thể nâng cao ngộ tính của con người. Tử Nhan vui mừng, đa tạ tiền bối ban tặng. Tử Bất Ngữ liếc nhìn. Biết đấy là một món đồ quý thì mỉm cười, nói, để Lý Huynh phải tốn kém rồi. Ngô Bình mỉm cười, nói ta đây biết sơ sơ về đan đạo, nếu sau này Tử Huynh có việc cần thì cứ đến tìm ta. Anh nói như vậy là đang cho đối phương lợi ích để thể hiện sự thân thiện. Tử Bất Ngữ lập tức nhận lấy, mỉm cười, nói, vậy sau này ta phải làm phiền đến Lý Huynh nhiều rồi. Hai bên khách sáo với nhau vài câu thì Tử Bất Ngữ chào tạm biệt rồi dắt theo một đám người rời khỏi núi. Họ vừa đi khỏi thì 20 long vệ liền xuất hiện bên cạnh Ngô Bình, họ tưởng đâu sẽ có một trận ác chiến, không ngờ hai bên lại kết thúc hòa bình. Một long vệ nói, long chủ, tiểu nhân cảm thấy thực lực của người này rất đáng sợ. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói, ít nhất cũng là thực lực tiên quân động thiên. Nếu đánh nhau thật thì tôi rất khó giành ưu thế, hơn nữa, trong tay anh ta còn có thánh khí. Long vệ, long chủ, vậy sao anh ta lại không ra tay? Ngô Bình, một chọi một thì tôi không sợ anh ta. Hơn nữa, anh ta cũng nhìn thấy được thế lực của tôi, phụ tử nhà anh ta cũng không mạnh hơn lão quân nhà tôi. Long vệ gãi đầu, long chủ, thế lực sau lưng là gì? Sao khiến người ta cảm thấy thâm sâu khôn lường? Ngô Bình, là truyền thừa. Môi trường của thời đại văn minh trước đây rất thích hợp cho con người tu hành, nhưng sau đó, môi trường thay đổi, việc tu hành cũng trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, các thánh hiền đã nghiên cứu. Và thế là Bách Gia Chư Tử xuất hiện. Lão quân cũng được, phụ tử cũng chẳng sao, họ đều mở ra con đường tu hành mới phù hợp hơn với thời đại này, cho nên mới được hậu thế gọi là thánh nhân. Long vệ gật đầu, thì ra là vậy. Ngô Bình lại lượn một vòng khắp các ngọn núi, nhận ra công trình đã sắp hoàn thành, vậy việc tiếp theo cần phải làm là sanh hóa quy mô lớn. Anh về đến nhà thì thấy mẹ và bà nội đang chuẩn bị hành lý cho Ngô Mi và Mỹ Ngọc, thì ra ngày mốt đã là ngày khai giảng rồi. Ngô Mi cũng tham gia cuộc thi đại học lần này và cũng đứng nhất tỉnh. Vì cô ấy không muốn xa Mỹ Ngọc nên đã đăng ký thi vào khoa vật lý của Đại học Hoa Thanh trước, vậy thì có thể tiếp tục học chung trường với Mỹ Ngọc. Ngày mai, hai người họ sẽ phải đến Đại học Hoa Thanh để báo danh trước nên cả nhà đang bận rộn chuẩn bị hành lý và thức ăn vặt. Thậm chí bà nội còn nói muốn đến Thiên Kinh mua một căn nhà để tiện chăm sóc cho Mỹ Ngọc và Ngô Mi. Ngô Bình không đồng ý, anh cảm thấy con gái nên cọ sát nhiều hơn. Nên để họ ở cùng ký túc với các bạn học khác. Đương nhiên lần này nhiệm vụ tiễn Mỹ Ngọc và Ngô Mi sẽ là của Ngô Bình. Trời vừa sáng, Cương Tử đã lái một chiếc xe thương nhân đến, bốn người cùng nhau đến Thiên Kinh. Vì đường xa nên phải mất đến mười mấy tiếng lái xe. Một tiếng đồng hồ trước, Ngô Mi và Mỹ Ngọc rất phấn chấn, nhưng sau đó dần dần bắt đầu buồn ngủ. Sau khi họ ngủ sau, Ngô Bình mới khẽ bảo Viêm Dương giữ chặt xe rồi bay trên không trung. Xe hơi bay thì tốc độ nhanh hơn nhiều, khi Ngô Mi thức giấc thì xe chỉ còn cách Thiên Kinh chưa đến 100 cây số. Ngô Mi nhìn ra ngoài cửa sổ, giật mình nói, em ngủ lâu vậy sao? Mới đó mà đã đến Thiên Kinh rồi. Ngô Bình, đúng thế, em ngủ giỏi thật đấy. Ngô Mi thở dài, lớn tuổi rồi nên dễ buồn ngủ. Mỹ Ngọc cũng đã tỉnh giấc, cô ấy dụi mắt, nói, sắp đến rồi sao? Ngô Bình, còn một tiếng nữa. Chính vào lúc đó. Phía trước bị kẹt xe, bản đồ hiển thị có tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, xe phải nhích tới trước từng chút một. Ngô Mi nói, kẹt xe khiếp vậy, nhất định là tai nạn rất nghiêm trọng. Ngô Bình liếc nhìn bản đồ, thấy cách điểm xảy ra tai nạn 7 cây số, anh nói, Cương Tử, lái xe đến đường thoát hiểm, chúng ta đi cứu người. Cương Tử gật đầu,
quẹo xe vào đường thoát hiểm, hướng về vị trí xảy ra tai nạn. Thoát chốc đã đi hết 7 cây số, hiện trường vô cùng thảm khốc, một chiếc xe chở xăng vì tránh chiếc xe sang thắng gấp mà chuyển hướng đột ngột, lao vào làn xe đối diện, tông vào mấy chiếc xe nhỏ gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Hiện trường có ít nhất 20 chiếc xe bị hư hại ở các cấp độ khác nhau, có chiếc đã bốc cháy. Nhưng đội cứu hộ vẫn chưa kịp đến, một số chủ xe ra ngoài cứu người, nhưng họ không thể nào tiến lại gần đám lửa, đồng thời cũng sợ nổ, vì vậy chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không ngừng gọi điện thoại. Ngô Bình lập tức nhảy xuống xe, xông về chiếc xe đang bốc cháy. Có người bên cạnh hét lên, đừng qua đó, nguy hiểm, sắp nổ rồi. Ngô Bình xông đến chiếc xe chỉ trong vài bước, anh nhìn vào trong thì thấy tài xế đã chết, ghế sau có một người phụ nữ và một đứa trẻ. Người phụ nữ bị thương nặng, đứa trẻ nhờ có ghế trẻ em bảo vệ nên chỉ bị gãy chân, nhưng cũng đau đớn khóc oa oa. Người phụ nữ vừa khóc vừa hét cứu, cứu tôi, cứu con tôi với. Ngô Bình giật cửa xe ra, kéo chiếc ghế trẻ em ra và bế đứa trẻ ra ngoài. Sau đó cứu lấy người phụ nữ. Anh vừa kéo họ ra ngoài thì chiếc xe hơi liền nổ tung, một luồng khí mạnh ập đến. May mà Ngô Bình có thần công hộ thể, ngọn lửa bị cách biệt bên ngoài cách anh nửa mét. Cảnh tượng kỳ diệu đó khiến rất nhiều người kinh ngạc, chuyện gì thế kia? Ngô Bình đưa người bị nạn đến khu vực an toàn, sơ cứu cầm máu cho người phụ nữ. Cô ta bị thương động mạch, nếu không cầm máu sẽ mất máu mà chết trong vài phút. Chồng tôi vẫn còn trong xe. Ngô Bình thở dài, anh ấy đã chết rồi. Anh tức tốc băng bó vết thương rồi chạy đến chiếc xe thứ hai. Đấy là một chiếc xe gia đình, có một người già, ba đứa trẻ, còn có hai thanh niên, sáu người trong gia đình đã có bốn người tắt thở, chỉ còn hai đứa trẻ còn sống, nhưng đã ngất xỉu. Anh đang định cứu người thì nhìn thấy trên cốp xe có một đầu lâu màu đen, đang cố hút khí tức phát ra từ bốn người đã chết. Người thường không nhìn thấy được đầu lâu đó, nhưng mắt nhìn thấu vạn vật của Ngô Bình thì lại thấy rất rõ. Thật ra dù cho không có mắt nhìn thấu vạn vật thì với tu vi của anh, cũng có thể phát hiện ra thứ đó. Chiếc đầu lâu cảm nhận được Ngô Bình đã phát hiện ra nó thì nhìn qua Ngô Bình với đôi mắt trống rỗng, sau đó cười ma mị, đừng lo chuyện bao đồng, cút đi. Ngô Bình tung một chưởng, là thiên Phật trấn yêu, đầu lâu đó thấy không ổn thì hét lên thảm thiết rồi bay đi xa, hằn học nói, nhóc con, tao nhớ mày rồi đó, tao sẽ đến tìm mày. Ngô Bình không có thời gian quan tâm đến nó, vội cứu hai đứa trẻ còn sống ra. Bọn chúng bị thương rất nặng, cần được băng bó gấp. Với tốc độ cực nhanh, cuối cùng anh đã cứu được 29 người. Nhưng 30 mấy người đã chết, anh cũng không thể nào giúp được. Người cuối cùng được cứu ra từ xe chở dầu, tài xế xe đã chết nhưng vợ của ông ấy vẫn còn sống. Lúc đó xăng trên xe không ngừng chảy ra, lan về phía những chiếc xe bị bốc cháy. Thế là Ngô Bình dùng phép, sờ tay lên chiếc xe chở dầu, chỗ bị vỡ của chiếc xe tự động liền lại. Cùng lúc đó, anh giẫm chân một cái, mặt đất liền nứt ra. Dầu chảy ra trước đó cũng chảy hết xuống đất. Lúc xe cứu thương và xe cứu hỏa chạy đến thì Ngô Bình đã rời khỏi, anh cho những người bị thương uống đan sinh mệnh, trong đó có một người bị thương khá nghiêm trọng thì anh đã xử lý, những chuyện còn lại hoàn toàn có thể giao cho các bác sĩ đến sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.